thưa quý vị và các bạn câu chuyện đầu năm thường sẽ có chủ đề mùa xuân tương lai và hạnh phúc với suy nghĩ để hướng đến một tương lai không gì hữu dụng hơn là tìm hiểu kỹ càng về quá khứ và để tưởng nhớ tri ân đến những người dân đất việt hoặc là đã anh dũng hy sinh bảo vệ tổ quốc hoặc là đã bị tàn sát bởi bàn tay xâm lược trong cuộc chiến tranh biên giới do Trung Quốc phát động ngày 17 tháng 2 năm 1979. Uyên Uyên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một phóng sự dài kỳ của Thiếu Long với tựa đề Chiến tranh năm 1979 và cuộc đấu trí cân não giữa Trung Quốc, Việt Nam, Hoa Kỳ. Rất mong được sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Phần 1 những góc nhìn đa chiều về lịch sử. Cuộc chiến chống bè lũ bành trướng phương Bắc năm 1979 là một trang sử hào hùng oanh liệt trong lịch sử giữ nước mấy ngàn năm của dân tộc Việt Nam nói lên tinh thần bất khuất tự lực tự cường và sự trường tồn bất diệt của dân tộc ta. Đó là cuộc chiến quy mô chống bắc xâm chống ngoại xâm gần đây nhất và chắc sẽ không phải là cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Đó là một cuộc tổng lực quy mô và khốc liệt giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nổ ra vào ngày 17 tháng 2 năm 1979 khi Trung Quốc xua hơn 50 vạn quân tấn công tổng lực Việt Nam trên toàn tuyến biên giới trên bộ giữa hai nước. Cuộc chiến kéo dài hơn một tháng và quân tàu phải rút đi sau khi bị tổn thất nặng nề về nhân mạng cũng như về vũ khí và không có mục tiêu chiến lược chiến thuật nào đạt được. Theo tài liệu của sư đoàn 3 sao vàng quân đội nhân dân Việt Nam thì khoảng 625.000 quân, văn kiện của Bộ ngoại giao Việt Nam là 600.000 quân, tài liệu của Trung Quốc là 200.000, tài liệu của thủy quân lục chiến Mỹ là 300 đến 400, tài liệu Đài Loan từ 200 đến 400, tài liệu nhiều nước phương Tây như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan đều nhất trí là khoảng 600.000 quân quan hệ thù địch giữa Việt Nam và Trung Quốc kéo dài từ đó đến năm 1992. Hai bên có thỏa thuận không tuyên truyền chống nhau nhằm bình thường hóa quan hệ hoàn toàn giữa hai nước. Do đó, cuộc chiến tranh hơn một tháng này, cũng như cuộc chiến tổng phản công vào xào huyệt của Campuchia Dân Chủ, không còn được nhắc nhiều trên thông tin đại chúng vì lợi ích ngoại giao, vì quan hệ thân thiện giữa hai nước. Hay như cựu bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Trung Quốc dương danh di nói với trung quốc việt nam vì đại nghĩa mà không nhắc lại chứ không phải vì sợ hãi hay chóng quên việt nam và trung quốc là láng giềng sát bên có vị trí núi liền núi sông liền sông do đó có những sự tế nhị nhạy cảm nhất định về truyền thông chính thống tuy vậy những phương tiện truyền thông phi chính thống như diễn đàn blog trên internet thì không có gì phải ngại tôi viết bài này là mong cung cấp một góc nhìn hơi khác và đa diện, đa chiều, đầy đủ về cuộc chiến này và cũng hy vọng nhiều bạn khác tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu, thảo luận, tham luận về đề tài này nhằm truyền tải các thông tin chi tiết cụ thể về cuộc chiến, nâng cao tinh thần tự hào dân tộc, góp phần truyền lửa cho thế hệ trẻ và đời sau đề cao cảnh giác với người hàng xóm a quy thâm nho phức tạp bạn thù lẫn lộn khó phân và củng cố lòng tin vào trường phái ngoại giao Hồ Chí Minh, đường lối đối ngoại của Đảng và chính sách ngoại giao của chính phủ. Trong những ngày này của năm 1979, những người con ưu tú đất Việt, những bộ đội cụ hồ trong quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng đã chiến đấu quyết liệt chống trả lại cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa, phi nhân của bè lũ Đặng Tiểu Bình trên cả hai chiến trường, hai mặt trận phía Nam và phía Bắc. Bài viết này nói lên sự tri ân sâu sắc đối với những vị anh hùng, những người con ưu tú của dân tộc, những người đã viết lên trang sử vàng trong cuộc chiến đấu chống Bắc Sâm năm 1979. Liên minh Việt Trung từ lịch sử cận đại trong lịch sử cổ đại và trung đại Việt Nam, ngoài sự kiện Thái tử Triệu Trung của nhà Tống cùng tàn quân sang Đại Việt tị nạn dưới chướng nhà Trần, sau đó cùng chống Nguyên Mông, thì không có trường hợp Việt Trung liên minh cùng nhau chống lại một thế lực xâm lược từ bên ngoài. Trong lịch sử cận đại Việt Nam thì có chuyện đó do sự bành trướng toàn cầu của chủ nghĩa tư bản, thực dân, đế quốc, các đế quốc lớn từ phương Tây xâm lăng trinh phạt khắp thế giới, khắp năm châu, từ Á sang Âu đều in đậm dấu chân viễn trinh của họ. Tình thế, thời cuộc và hoàn cảnh lịch sử thời đó đã thúc đẩy hai nước châu Á, Việt Trung đến với nhau cùng chống lại hiểm họa này. Do hai nước cùng là nạn nhân của chủ nghĩa thực dân đế quốc, cùng có những kẻ thù chung. Tuy nhiên, sự liên minh hợp tác giữa hai triều đình, hai nhà nước chưa bao giờ tin cậy nhau hoàn toàn và thân thiết với nhau thật sự, mỗi bên đều có những toan tính riêng, mỗi bên đều vì lợi ích của mình. Năm 1858, liên quân Pháp Tây Ban Nha đổ bộ tấn công vào cảng Đà Nẵng và sau đó xâm chiếm Sài Gòn. Quân Pháp sau đó mở rộng chiến tranh xâm lược ra toàn miền Nam Việt Nam. Năm 1862, vua tự Đức ký hiệp ước nhượng ba tỉnh miền Đông Nam Bộ cho Pháp năm 1867, Pháp chiếm nốt ba tỉnh miền Tây Nam Bộ, tạo thành một lãnh thổ thuộc địa Nam Kỳ ở Nam Kỳ Lục Tỉnh. Trong thời gian đó, triều đình nhà Nguyễn chia làm nhiều phe, trong đó có ba phe tiêu biểu là phe chủ trương đầu hàng, tự nhận là chủ hòa, do Đại thần Trần Tiến Thành đứng đầu, phe chủ chiến, do Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường lãnh đạo, và phe chủ thủ, do trưởng quan cơ mật viện Trương Đăng Quế chủ trì trong đó phe đầu hàng là lớn nhất tuy nhiên tôn thất thuyết lại là người nắm binh quyền sau khi vua tự đức băng hà các hoàng tử còn bé triều đình huế lâm vào khủng hoảng đại loạn tôn thất thuyết sẵn binh quyền trong tay cùng với đồng liêu nguyễn văn tường và những người con trai của ông dùng quân bản bộ phấn nghĩa chấn áp triều đình và phế các ấu chúa cũ lập nên vua hàm nghi quyết chống phú lang sa đến cùng sau khi thất bại trong trận đánh úp quân pháp ở kinh thành huế tôn thất thuyết phò vô hàm nghi ra tân sở lập căn cứ chống pháp truyền hịch cần vương từ đó tôn thất thuyết và nguyễn văn tường lãnh tụ của phe chủ chiến lãnh đạo phong trào cần vương thường xuyên liên lạc với nhà thanh xin giúp đỡ chống pháp đích thân tôn thất thuyết cũng sang đại thanh nhiều lần để cầu viện chống pháp triều đình nhà thanh đồng ý sang đánh pháp cho triều nguyễn cho đại nam cùng với quân cờ đen Hắc Quân Kỳ của tướng Lưu Vĩnh Phúc, một lực lượng quân phiệt cát cứ quanh biên giới Việt Trung. Chiến tranh Pháp Thanh nổ ra ở Bắc Việt là cuộc chiến giữa đệ tam Cộng hòa Pháp và liên quân đế chế Mãn Thanh, quân Cờ Đen, quân nhà Nguyễn chủ chiến do phò mã Hoàng Kế Viêm thống lĩnh. Diễn ra từ tháng 9 năm 1884 đến tháng 6 năm 1885 cuộc chiến nổ ra vì pháp muốn kiểm soát vùng đồng bằng bắc bộ và con đường nối từ thành hà nội đến tỉnh vân nam của trung hoa nhà thanh ngược lại muốn ngăn cản sự hiện diện quân sự của pháp tại bắc kỳ vì điều này sẽ trực tiếp uy hiếp đến vùng biên giới phía nam của họ sâu xa hơn nữa nhà thanh muốn nhân cơ hội này thừa cơ chiếm đoạt hoặc duy trì ảnh hưởng của mình đối với an nam xưa nay vốn là chư hầu phong kiến của trung hoa trước đó khi phái chủ chiến của Triều Nguyễn qua cầu viện. Tổng đốc Lưỡng Quảng là Trương Thụ Thanh đã gửi mật sớ lên triều đình Mãn Thanh có đoạn nói rằng Nước Nam với nước ta tiếp giáp với nhau mà thế lực nước Nam thật là suy hèn, không có thể tự chủ được nữa. Vậy ta nên mượn tiếng sang đánh giặc mà đóng giữ ở các tỉnh Thượng Du, đợi khi có biến thì ta chiếm lấy những tỉnh ở phía Bắc sông Hồng Hà. Bởi vậy, Thanh Triều sai tạ kính biêu đường Cảnh Tùng đem quân sang đóng ở Bắc Ninh và Sơn Tây. Sau lại sai quan bố chính tỉnh Quảng Tây là từ Diên Húc đem quân sang tiếp ứng. Sau 9 trận chiến lớn và nhiều trận đánh nhỏ khác, trong đó có trận cầu giấy nổi tiếng năm 1883 khi đại tá hải quân Henry Rivière bị liên quân cờ đen và quân Nguyễn giết chết. Tuy nhiên cuối cùng liên quân Thanh, cờ đen, Nguyễn cũng thua cuộc. Quân đội Pháp đã chiến thắng. Sau khi giành quyền làm chủ miền Bắc Việt Nam, chính phủ Pháp tuyên bố họ sẽ bảo hộ Bắc Kỳ và Trung Kỳ, duy trì các hoàng đế bù nhìn. Một trong những nguyên nhân thất bại là sự không thật lòng giúp Đại Nam chống Pháp của nhà Thanh. Hai bên không thật lòng liên minh với nhau, còn quân cờ đen Trung Quốc gần như chỉ là một quân đội đánh thuê, mặc dù Lưu Vĩnh Phúc cũng có tinh thần chống phương Tây cao độ. Liên minh Việt Trung từ lịch sử hiện đại. Sau khi nước Việt Nam phục hồi độc lập, nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời năm 1945, quân Pháp quay lại xâm lược lần thứ hai với tham vọng tái chiếm thuộc địa, không muốn bỏ mất thuộc địa béo bở Đông Dương, không muốn bỏ mất hòn ngọc ở phương Đông xa xôi của mình. Trong kháng chiến chống Pháp, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sau khi thành lập năm 1949 cũng có giúp đỡ một cách hạn chế cho Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa chống Pháp. Họ cử một phái đoàn cố vấn, vài chục chuyên gia quân sự sang tham mưu với tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng chỉ với ý nghĩa tượng trưng và có ý nghĩa thắt chặt tình quan hệ, gần gũi hơn là cố vấn có hiệu quả, có tác dụng thật sự. Sau khi Việt Nam thắng trận, quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ chấn động thế giới, giải phóng miền Bắc, giành được độc lập tự chủ thực tế trên nửa nước. Lúc ấy, quân dân ta vẫn đủ sức để chiến đấu giải phóng nốt miền Nam, nhưng Đảng và Bác Hồ muốn tranh thủ hòa bình, dưỡng sức nuôi quân và không muốn đồng bào, chiến sĩ phải tổn thất thêm, xương máu đổ xuống thêm, đất nước bị tàn phá thêm và cũng không muốn ép chó vào chân tường, chọc giận con thú bị thương nên đã mở ra con đường cho Pháp xuống thang và cho họ giữ được quốc thể, chấp nhận nghị hòa và đàm phán trong hội nghị quốc tế Geneva. Lúc này Trung Quốc đáng lý ra là đồng minh của Việt Nam, nhưng quan điểm của họ trong hội nghị này lại không đồng thuận với quan điểm của Việt Nam, không phù hợp với lợi ích của Việt Nam, họ lại đồng thuận với quan điểm của Pháp, thích hợp với lợi ích của Pháp do họ không muốn việt nam hoàn toàn thắng pháp không muốn thấy một việt nam thống nhất mạnh mẽ hiên ngang ở phương nam mà chỉ muốn thấy một việt nam không yếu không mạnh đủ sức chống thực dân đế quốc phương tây nhưng cũng phải nhờ vào sự giúp đỡ của họ giữ cho việt nam không thắng không thua giúp đủ cho việt nam không bại không chết nhưng cũng phá cho việt nam không thắng họ muốn nhìn thấy một việt nam bị chia cắt lâu dài trong khoảng thời gian cuối thập niên 1960, đầu thập niên 1970, Trung Quốc từng bước phản bội Việt Nam. Họ muốn tranh giành địa vị đứng đầu khối xã hội chủ nghĩa với Liên Xô, nhưng lại không ép được Việt Nam bỏ Liên Xô, chống Liên Xô, đứng về phía họ hoàn toàn. Trước đây, Trung Quốc thật sự chống Pháp, Mỹ nên đã giúp đỡ Việt Nam một cách hạn chế, một cách có toan tính. Họ giúp nhưng chỉ giới hạn ở mức đủ cho việt nam giữ được miền bắc và có thể những vùng giải phóng ở miền nam chứ họ không muốn việt nam thật sự thắng mỹ và hoàn toàn giải phóng miền nam họ không muốn thấy một việt nam thống nhất toàn vẹn lãnh thổ hùng cường hiên ngang ở phương nam ngáng chân chủ nghĩa bành trướng khu vực của họ và cạnh tranh kinh tế với họ do đó trung quốc luôn giúp đỡ việt nam một cách cầm chừng dè dặt thận trọng và không hết lòng thật dạ trung quốc chỉ muốn nhờ sức việt nam che chắn cho trung quốc được an toàn xem việt nam là vùng đệm để giữ khoảng cách an toàn tối thiểu trước mối đe dọa của chủ nghĩa đế quốc mỹ không muốn thế lực hoa kỳ vượt qua việt nam mà đến gần cương thổ của họ đe dọa an ninh quốc phòng của họ tuy nhiên về sau họ càng ngày càng theo hướng thực dụng hơn hữu khuynh muốn đi cửa sau đi đêm với mỹ để chống lại liên xô tranh giành quyền lực và ngôi vị với liên xô trong khối xã hội chủ nghĩa từ lúc Đặng Tiểu Bình giành ưu thế trong cuộc chiến tranh giành quyền lực nội bộ, Trung Quốc từng bước phản bội lại tinh thần vô sản quốc tế, nghĩa vụ quốc tế, dần ra mặt chống Liên Xô phản Việt Nam, ngoại giao bóng bàn với Mỹ và từng bước thỏa hiệp, toa dập, thông đồng với nhau chống lại Liên Xô và Việt Nam. Trung Quốc muốn cải cách, thay đổi chính sách đối ngoại từ cận giao viễn công, hòa gần, chống xa, nói nôm na theo dân Việt Nam là bán bà con xa mua láng giềng gần sang viễn giao cận công là hòa xa chống gần hướng về trời tây mở ra thế giới phương tây họ muốn phá băng nối lại chiếc cầu với Mỹ và dùng Mỹ làm chiếc cầu nối họ đến với phương tây Đặng Tiểu Bình biết phá băng được với Mỹ là sẽ phá băng và mở ra được với Anh Pháp và các nước phương tây Mỹ thì muốn dùng Trung Quốc để chống Liên Xô, dùng Cộng sản chống Cộng sản, chia rẽ khối xã hội chủ nghĩa, khoét sâu dạn nứt giữa Liên Xô và Trung Quốc, giữa phe thân Liên Xô, phe thân Trung Quốc và các đồng minh của hai cường quốc Cộng sản này và muốn mượn tay Trung Quốc đâm sau lưng Việt Nam. Vào cuối thập niên 1960, Trung Quốc dùng đủ mọi cách để thuyết phục Việt Nam xa Liên Xô, xích gần và đứng hẳn về phía Trung Quốc nhu cương đủ cách từ mềm mỏng năn nỉ đến hù dọa cắt quan hệ giữa hai đảng, hai chính phủ, hai nước, từ nói úp mở xa gần quanh co, bóng gió, đến nói thẳng, nói mạnh, nói nặng, từ lạnh nhạt đến biện pháp á khẩu, ăn vạ, dùng vấn đề viện trợ, để khi thì dùng làm củ cà rốt, lúc lại sử dụng cây gậy, để dọa Việt Nam phải bỏ Liên Xô đứng về phía Trung Quốc, ủng hộ Trung Quốc trong sự mâu thuẫn với Liên Xô. Nhưng Việt Nam vẫn không nao núng, bí thư thứ nhất lê duẩn sang trung quốc đã xác định rõ nói thẳng nói thật tỏ thái độ mạnh mẽ với họ rằng việt nam kiên quyết giữ vững đường lối ngoại giao độc lập tự chủ trung thành với nguyên tắc trung lập trong khối xã hội chủ nghĩa nhất quán với đường lối duy trì tình đoàn kết hòa thuận trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa tóm lại đưa lên thông điệp trước sau như nhất tôi muốn đứng ở đâu thì đứng tôi muốn chơi với ai thì chơi trung quốc rất cay cú bí thư thứ nhất lê duẩn được tiễn về với một hình thức thất lễ chưa từng thấy trong nghi thức ngoại giao thông thường để tăng áp lực bắt việt nam rời xa liên xô chính phủ trung quốc đã chỉ thị cho sứ quán của họ ở hà nội xúi dục Tổ chức người Hoa ở Việt Nam gây rối chống lại chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cùng với mấy ngàn người thuộc lực lượng hậu cần dân phu Trung Quốc sang làm đường giúp Việt Nam ở những tỉnh phía Bắc từ năm 1965 đến 1968. Bọn phản động người Hoa tuyên truyền chủ nghĩa Mao và cái gọi là cách mạng văn hóa trong cộng đồng người Hoa, xuyên tạc đường lối của Đảng và nhà nước Việt Nam. Hoa Nam tình báo cục, Hoa Nam cục, cơ quan điệp báo chuyên trách các khu vực thuộc phía nam trung hoa đài loan đông dương đông nam á tổ chức các mạng lưới gián điệp nhà cầm quyền bắc kinh còn cho những điệp viên nằm vùng dùng danh nghĩa như tị nạn cách mạng văn hóa tị nạn chính trị tị nạn tứ nhân bang bẻ lũ bốn tên thâm nhập trà trộn vào các tỉnh biên giới bắc việt để công tác tình báo và tổ chức đội quân thứ năm trong cuộc hội đàm cấp cao Việt-Trung tháng 9 năm 1970, Mao Trạch Đông đã thừa nhận trách nhiệm của Trung Quốc đối với các hoạt động không hữu nghị này. Tháng 11 năm 1977, Chủ tịch Hoa Quốc Phong lại một lần nữa thừa nhận như thế. Năm 1969, cái gọi là đại cách mạng văn hóa ở Trung Quốc về cơ bản hoàn thành. Chính phủ Bắc Kinh bên trong thì ra sức củng cố quyền lãnh đạo của Mao Trạch Đông, ổn định tình hình, đẩy mạnh sản xuất. Bên ngoài thì thi hành mọi biện pháp để đẩy nhanh quá trình nhích lại gần Mỹ nhằm ngoi lên địa vị một cường quốc lớn, bình thường hóa quan hệ Mỹ-Trung và giải quyết vấn đề Đài Loan. Họ tham vọng muốn lợi dụng Việt Nam để đạt mục tiêu đối ngoại đó năm 1969 là năm đầu của Nixon vào Nhà Trắng. Ông ta đưa ra học thuyết Nixon nhằm cứu vãn và khôi phục địa vị của đế quốc Mỹ trên thế giới đã bị suy yếu nghiêm trọng do hậu quả xa lầy và hao binh tổn tướng trong chiến tranh Việt Nam. Mỹ bắt đầu thực hiện chiến lược phi Mỹ hóa chiến tranh sau đổi tên thành Việt Nam hóa chiến tranh để bớt bộc lộ bản chất xâm lược nhằm rút được đại quân chủ lực quân chính quy Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam mà vẫn giữ được ngụy quyền bù nhìn Nguyễn Văn Thiệu để thay màu da xác chết, thay xác người Mỹ bằng xác người Việt. Từ năm 1969 trở đi là bắt đầu một thời kỳ quân dân hai miền Nam Bắc đẩy mạnh công cuộc chống Mỹ cứu nước trên chiến trường cũng như tại hội nghị Paris ngày càng giành nhiều thắng lợi. Đây cũng là thời kỳ Bắc Kinh và Washington tăng cường tiếp xúc, bắt tay công khai với nhau, bàn bạc không những các vấn đề song phương mà còn những vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó có Đông Nam châu Á, bán đảo Đông Dương bao gồm trọng điểm Việt Nam. Từ năm 1969 trở đi là bắt đầu một thời kỳ quân dân hai miền Nam Bắc đẩy mạnh công cuộc chống Mỹ cứu nước trên chiến trường cũng như tại hội nghị Paris ngày càng giành nhiều thắng lợi. Đây cũng là thời kỳ Bắc Kinh và Washington tăng cường tiếp xúc, bắt tay công khai với nhau, bàn bạc không những các vấn đề song phương mà còn những vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó có Đông Nam Châu Á, bán đảo Đông Dương, bao gồm trọng điểm Việt Nam. Từ đầu thập niên 1970, theo cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert McNamara và nhà ngoại giao kỳ cựu, cựu Cố vấn An ninh Quốc phòng Hoa Kỳ Henry Kissinger trả lời phỏng vấn trên báo New York Times, Washington Post thì Mỹ và Trung Quốc đã thường xuyên đi đêm với nhau. Kissinger đã nhiều lần sang Trung Quốc mật đàm với Chu Ân Lai, Hoa Quốc Phong. Từ đó, Trung Quốc phát triển thành sách lược ngoại giao, liên Mỹ đả Việt. Họ tìm đến nhau, sử dụng nhau, lợi dụng nhau và cần nhau. Họ có cùng chung địch thủ là Liên Xô và Việt Nam. Từ đó, Trung Quốc bắt đầu dở trò viện trợ đạn thối vũ khí hỏng cũ kỹ giấu không giao lại một số hàng của Liên Xô viện trợ, viện cớ hư hỏng hoặc tháo gỡ bớt một số tính năng vũ khí của Liên Xô, vô hiệu hóa một số tác dụng, làm giảm hiệu quả tác chiến. Theo Hiệp định Paris về Việt Nam, Mỹ phải rút thực binh ra khỏi miền Nam Việt Nam, cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam và các bên ở Nam Việt Nam cùng thành lập một chính phủ liên hiệp ba thành phần đó là thắng lợi lớn của đường lối độc lập, tự chủ và cuộc chiến đấu ngoan cường của Việt Nam và cũng là thất bại của sự mua bán đổi chác sau lưng Việt Nam giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thể hiện trong thông cáo Thượng Hải mà Chuon Lai và Richard Nixon ký với nhau. Trước đó Kissinger đã hai lần mờ ám sang gặp lãnh đạo Trung Quốc để dàn xếp cho cuộc gặp thượng đỉnh này chính phủ việt nam dân chủ cộng hòa và chính phủ cộng hòa miền nam việt nam luôn luôn chủ trương thi hành nghiêm chỉnh hiệp định paris về việt nam và đòi hỏi mỹ thiệu cũng phải có thái độ như vậy nhưng mỹ ngụy đã không thi hành đàng hoàng hiệp định đó chỉ muốn thi hành những điều khoản có lợi cho mỹ còn hầu hết các điều khoản khác thì họ vi phạm ngay từ đầu lúc hiệp định Paris bắt đầu có hiệu lực, cũng là lúc Mỹ Ngụy đưa hàng vạn quân có máy bay, trọng pháo và xe tăng yểm trợ đổ bộ lên cửa Việt, hòng chiếm lấy vùng giải phóng phía Bắc tỉnh Quảng Trị. Sau đó, quân Ngụy liên tục tấn công miền Nam Việt Nam, lấn chiếm nhiều vùng giải phóng do Cộng hòa miền Nam Việt Nam quản lý. Âm mưu của Mỹ là xóa bỏ tình hình thực tế có hai vùng, hai chính quyền đặt lại toàn bộ miền Nam Việt Nam dưới ách thống trị thực dân kiểu mới, kéo dài chiến tranh xâm lược. Trung Quốc Bề ngoài tỏ vẻ hoan nghênh hiệp định Paris về Việt Nam, trên thực tế để thực hiện sự thỏa thuận với Mỹ và tăng cường câu kết với Mỹ, đồng thời tiếp tục làm suy yếu Việt Nam, họ tìm mọi cách cản trở cuộc đấu tranh của người Việt Nam nhằm đánh bại âm mưu của Mỹ, phá hoại hiệp định Paris về Việt Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất non sông. Năm 1973, sau hiệp định Paris về Việt Nam, Trung Quốc khuyên Việt Nam trường kỳ mai phục ẩn nhẫn chờ thời, thực chất là nằm chờ xung dụng, tương tự như họ từng khuyên Việt Nam với luận điệu như thế sau hiệp định Geneva về Đông Dương, tóm lại là họ khuyên đều Việt Nam không nên làm gì cả, họ không muốn Việt Nam thắng Mỹ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, để tỏ thiện chí với nhân dân Việt Nam và muốn dụ dỗ Việt Nam chấp nhận sách lược nằm yên chờ xung dụng này, Trung Quốc hứa hẹn sẽ tiếp tục viện trợ trong 5 năm. Sự thật là khi đó họ đã ngừng hoàn toàn viện trợ quân sự, còn về viện trợ kinh tế họ chủ yếu phục vụ các cơ sở do họ giúp trước đây mà đã bị Mỹ rụi bom đánh phá nhưng lại cố ý kéo dài việc thực hiện. Nhà cầm quyền Trung Quốc thực chất muốn Việt Nam không làm gì cả, kể cả khi quân bị đánh vào và lấn chiếm vùng giải phóng, cách mạng miền Nam làm một cái bị thịt, làm một cái bao cát, mặc cho địch đánh đấm tự do, nằm yên chờ chết đứng trước thực tế quân ngụy Sài Gòn tấn công và lấn chiếm vùng giải phóng tháng 10 năm 1973, Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang miền Nam Việt Nam buộc phải ra lệnh đánh trả. Gần một tháng sau đó, trong chuyến Kissinger đi thăm Bắc Kinh, hai bên ra thông cáo thỏa thuận là trong tình hình đặc biệt nghiêm trọng hiện nay, hai bên cần tiến hành liên hệ thường xuyên ở các cấp có thẩm quyền để trao đổi ý kiến về những vấn đề cùng quan tâm. Thực chất, đó là sự phối hợp giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ nhằm ngăn cản cuộc đấu tranh của các lực lượng vũ trang miền Nam Việt Nam chống Mỹ ngụy. Theo tướng Alexander Hatz, báo Mỹ, người hướng dẫn khoa học cơ đốc, ngày 20 tháng 6 năm 1979, thì lúc đó Bắc Kinh đã khuyên Mỹ đừng thua ở Việt Nam, đừng rút lui khỏi Đông Nam Á. Năm 1974, Mỹ đang thực hành sách lược thay màu da sắc chết, dùng người Việt đánh người Việt, họ vẫn làm chủ có toàn quyền ở miền Nam Việt Nam và quần đảo Hoàng Sa. Lúc đó tình hình chiến trường càng lúc càng bi đát, ảm đạm, bi quan. Họ đã nhắm không giữ nổi miền Nam Việt Nam, sớm muộn gì cũng thua nên đã thỏa thuận nhượng lại Hoàng Sa cho Trung Quốc để đổi lấy những lợi ích kinh tế, chính trị và củng cố thắt chặt quan hệ ngoại giao giữa hai nước, hình thành thái cực Mỹ Trung chống Việt Xô. Đó là thời kỳ Trung Xô xung đột và Trung Quốc liên Mỹ đả Việt. Đó là lý do vì sao khi hải quân Trung Quốc được Mỹ bật đèn xanh bất ngờ tấn công vào Hoàng Sa, hải quân Ngụy sau khi buộc phải tự vệ thì có lệnh phải triệt thoái và họ đã chạy khỏi, bỏ lại toàn bộ quần đảo Hoàng Sa, các lực lượng hải quân hùng hậu quanh đó bị Nguyễn Văn Thiệu hạ lệnh án binh bất động, những tàu chiến hiện đại đang trên đường ra Hoàng Sa thì bị gọi quay trở về, hạm đội 7 Mỹ đóng gần đó thì mắt nhắm mắt mở lờ đi án binh bất động. Có câu Đánh tớ về nề mặt chủ Dĩ nhiên Trung Quốc đã an bài trước với Hoa Kỳ sau hậu trường được Mỹ gật đầu thì mới có thể tỉnh bơ ngang ngược công khai đánh thẳng vào quần đảo Hoàng Sa ngay trước mặt hạm đội 7 của Hoa Kỳ như vậy lúc đó Trung Quốc không muốn và không dại gì là mất lòng Mỹ trong khi quan hệ hai nước đang phục hồi xích lại gần nhau và phát triển tốt đẹp Mỹ vừa hợp tác, vừa lợi dụng Trung Quốc để chia rẽ khối xã hội chủ nghĩa châu Á, gây hại cho phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam, rình rập đâm lén sau lưng Việt Nam. Trung Quốc nói là để tự vệ, nhưng thực chất đó là một hành động xâm lược, một hành vi đục nước béo cò, thừa nước đục thả câu, một sự xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam từ tay Mỹ để khống chế Việt Nam từ mặt biển và từng bước thực hiện mưu đồ độc chiếm biển Đông, biến biển Đông thành ao nhà. Hành động xâm lược của họ có tính toán từ trước và được sự đồng tình của Mỹ. Vì vậy, khi đó người Mỹ ở Sài Gòn đã trao đổi với Nguyễn Văn Thiệu và hạm đội 7 ở Thái Bình Dương ra lệnh nhắm mắt làm ngơ cho Trung Quốc tấn công quần đảo Hoàng Sa. Đồng thời các lực lượng hải quân ngụy đang trên đường cứu Hoàng Sa bị buộc phải quay trở về đất liền. Thực tế, Mỹ ngụy đã bức tử quân mình ở Hoàng Sa. Trong cuộc hội đàm với Việt Nam năm 1975, Phó Thủ tướng Đặng Tiểu Bình đã thừa nhận rằng hai bên đều tuyên bố với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của mình, cho nên cần gặp gỡ để bàn bạc giải quyết. Điều đó càng chứng tỏ hành động của phía Trung Quốc xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa là ngang ngược, bất chấp đạo lý và luật pháp quốc tế gây ra một tình trạng việc đã rồi. Về vấn đề biên giới, các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và các cuộc đàm phán về vịnh Bắc Bộ và biên giới xin tham khảo bị vong lục của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 7 tháng 8 năm 1979 và ngày 27 tháng 9 năm 1979 và sách trắng của Bộ Ngoại giao Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 28 tháng 9 năm 1979. Tại Campuchia, pol pot đồng minh trung thành của bắc kinh bằng những thủ đoạn lọc lừa dối trá lưu manh tàn ác kể cả việc thủ tiêu những cán bộ cách mạng chân chính ra sức củng cố địa vị chính trị nắm toàn bộ quyền lực để biến đảng cộng sản campuchia thành một đảng lệ thuộc bắc kinh biến chế độ của ông ta thành một chế độ diệt chủng như vậy trung quốc đã tiến thêm một bước trong âm mưu nắm chọn campuchia dưới chế độ của pol pot đàn em trung thành của trung quốc chuẩn bị bàn đạp tấn công việt nam từ phía tây nam sau khi miền nam việt nam hoàn toàn giải phóng mặc dù trung quốc hoa kỳ dùng đủ mọi cách để cản trở quân dân việt nam giải phóng hoàn toàn miền nam việt nam quân dân việt nam vẫn kiên quyết đấu tranh trên ba mặt trận quân sự chính trị và ngoại giao chống mỹ ngụy tiến lên giành toàn thắng với cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, Việt Nam đã hoàn toàn thắng trước Hoa Kỳ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất sơn hà. Trung Quốc đầu tiên xuất phát từ lợi ích dân tộc của chính họ. Thời gian đầu quả thật có giúp Việt Nam khi Việt Nam bắt đầu chiến đấu chống Mỹ, nhưng cũng lại xuất phát từ lợi ích dân tộc. Họ không muốn Việt Nam thắng Mỹ và trở nên mạnh mà chỉ muốn Việt Nam yếu, phải nhờ vả và dựa vào Trung Quốc. Vì vậy từ chỗ chống nhau, họ dần đi đến chỗ thân thiện với đế quốc Mỹ và từng bước toa dập với Mỹ muốn Việt Nam bị chia cắt lâu dài. Nhưng nhân dân Việt Nam đã đánh cho Mỹ cút ngụy nhào, giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Trung Quốc đi đêm với Mỹ, thông đồng với Mỹ, mưu hại Việt Nam, chơi trò hai mặt. Một mặt duy trì, giúp đỡ, cầm chừng đủ để giữ bộ mặt chính nghĩa và uy tín trên trường quốc tế và trong khối xã hội chủ nghĩa tranh giành thương hiệu với liên xô tranh làm hiệp sĩ với liên xô một mặt câu kết toa dập với hoa kỳ chống việt nam chống liên xô nhưng cuộc tình tội lỗi mỹ trung đó không ngăn được nhân dân việt nam giành thắng lợi hoàn toàn trung quốc muốn chia rẽ việt nam với liên xô và các nước anh em xã hội chủ nghĩa khác nhưng đảng nhà nước Chính phủ Việt Nam đã giữ vững đường lối độc lập tự do của mình, tăng cường đoàn kết với Liên Xô và các đồng minh xã hội chủ nghĩa khác. Ngoài ra Trung Quốc cũng tìm cách đi cửa sau để tiếp xúc với những tay sai của Hoa Kỳ, thậm chí cho người đến gặp và thuyết phục tướng Dương Văn Minh. Vị tổng thống vào ngày cuối cùng của chế độ Sài Gòn để tiếp tục chống lại cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân của quân dân miền Nam Việt Nam. Văn kiện sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc 30 năm qua của Bộ Ngoại giao Việt Nam do nhà xuất bản sự thật xuất bản vào tháng 10 năm 1979, đầu tiên công bố chuyện mờ ám này. Sau này, tướng Dương Văn Minh, tướng Nguyễn Hữu Hạnh, sĩ quan ngụy Trần Viết Đại Hưng sở hữu một số bức thư của Dương Văn Minh gửi cho bạn thân là tướng Nguyễn Tránh Thi. Và nhiều cựu tướng tá sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng thừa nhận chuyện này. Rất nhiều tư liệu, hồi ký, hồi ức của các chóc bu, ngụy, sĩ quan ngụy đã thừa nhận việc này. Ví dụ, ông Dương Văn Minh sau khi định cư ở Pháp đã kể lại cho các sinh viên Pháp gốc Việt trong một buổi nói chuyện thân mật ở Paris rằng trong ngày 30 tháng 4 khi ngụy quyền Sài Gòn trong cơn hấp hối sắp sụp đổ thì người của Trung Quốc đã tìm cách liên lạc với chính phủ Dương Văn Minh thông qua sự trung gian của người Pháp đề nghị viện trợ giúp đỡ khẩn cấp ngụy quyền Sài Gòn chống lại quân và dân miền Nam. Theo cựu chuẩn tướng quân đội Sài Gòn Nguyễn Hữu Hạnh hiện đang là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975 biệt phái viên Franco Vinicius tướng tình báo Pháp đã đến phủ thủ tướng gặp tổng thống Dương Văn Minh đề nghị kêu gọi Trung Quốc can thiệp để cứu ngụy quyền Sài Gòn đang thoi thóp. Tướng Minh vốn đã được ban binh vận Trung ương cục miền Nam thông qua em trai là Dương Thanh Nhật bí danh 10 Ti người của cách mạng và gia đình đã thuyết phục từ trước nên ông đã từ chối và nói tôi cảm ơn thiện chí của ông nhưng trong đời tôi tôi đã từng làm tay sai cho Pháp rồi tay sai cho Mỹ đã quá đủ rồi tôi không thể tiếp tục làm tay sai cho Trung Cộng. Cựu dân biểu Sài Gòn Lý Quý Trung, Bộ trưởng Thông tin trong ngụy quyền Dương Văn Minh, trong hồi ức, hồi ký không tên, xuất bản ở Việt Nam cũng đề cập đến chuyện này. Ông Nguyễn Hữu Thái, một chiến sĩ cách mạng, một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào sinh viên Sài Gòn chống Mỹ trước năm 1975, cũng xác nhận thông tin này trong bài hồi ức Dương Văn Minh và tôi trên vietstudios năm 2008, ông ta kể lại, viên tướng Pháp Francisco Vanusim đội lốt ký giả hối hả đến gặp tướng Minh và các cộng sự và nói với họ, hãy rút về Cần Thơ, cố thủ vùng 4 chiến thuật, chỉ vài ngày nữa thôi thì Trung Quốc có giải pháp trung lập hóa miền Nam. Tướng Minh từ khước đề nghị của đặc sứ Pháp và sau đó than với cộng sự một câu khác nhưng cùng một ý. Hết Tây đến Mỹ chẳng lẽ bây giờ còn làm tay sai cho tàu nữa sao đó là lý do mà trong những ngày miền nam sôi sục khí thế thì ít ai để ý lúc đó trung quốc đã tập kết trọng binh một cách bất thường ở biên giới phía nam đại quân áp sát biên thủy tạo ra áp lực quân sự làm nóng biên giới trong khi lực lượng vũ trang miền nam việt nam đang tiến quân như mưa lũ tràn về giải phóng thành đô thì lực lượng biên phòng miền bắc việt nam phải đặt trong tình trạng báo động với tâm trạng hoang mang không biết ông hàng xóm định làm gì như vậy đã rõ, Trung Quốc không muốn một Việt Nam độc lập, thống nhất, hòa bình nên đã đi đêm liên minh với Mỹ, thực hiện sách lược liên Mỹ đả Việt. Sau khi Mỹ bỏ con giữa chợ thì Trung Quốc muốn đóng thay vai trò của Mỹ. Nhưng họ không ngờ con bài Dương Văn Minh của mặt trận vốn đã được Ban Binh Vận Trung ương Cục Miền Nam và Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam Dương Thanh Nhật, em ruột của tướng Minh, cảm hóa từ lâu. Mặt trận ngay từ đầu đã khuyến khích động viên tướng Minh ở lại với Mỹ, vì một sĩ quan cao cấp có chức tước cao trong quân ngũ giặc thì có lợi hơn cho kháng chiến, phát huy giá trị hơn. Những ngày cuối tháng 4 năm 1975, con bài Dương Văn Minh đã phát huy tác dụng, giành quyền từ tay ông lão Trần Văn Hương, đầu hàng vô điều kiện và kêu gọi binh lính bỏ vũ khí đầu hàng, làm cho Mỹ và Trung Quốc đều bị bất ngờ, Mỹ không phản ứng kịp và Trung Quốc không kịp đục nước béo cò đồng thời Mỹ ngụy và toàn quân vào một sự đã rồi đánh gục tinh thần kháng cự cuối cùng của Mỹ ngụy làm cho họ hoàn toàn gục ngã tuyệt vọng khiến cho ai còn không thức thời không hiểu biết cũng đều phải buông súng đầu hàng sự kiện trên cũng cho thấy Trung Quốc không chỉ muốn liên Mỹ đảo Việt mà còn muốn thay thế vai trò của Mỹ đối với ngụy quyền vì khách quan mà nói Mỹ đã bỏ con giữa chợ hoàn toàn bỏ rơi ngụy Sài Gòn vào sáng 30 tháng 4 1975, 4 giờ 58 phút sáng thì Martin đã rời Việt Nam. 7 giờ sáng những quân nhân cuối cùng của Hoa Kỳ cũng rời khỏi Việt Nam. 7 giờ 53 phút sáng chiếc máy bay trực thăng quân sự cuối cùng của Mỹ chở 10 người lính thủy quân lục chiến Mỹ cuối cùng tháo chạy khỏi Việt Nam. Không đầy 4 giờ sau, ngụy quyền sụp đổ, ngụy quân tan rã. Như vậy, Kết quả cuộc chiến đã được định đoạt vào lúc 7 giờ 53 phút sáng ngày 30 tháng 4 khi người lính Mỹ cuối cùng rời khỏi lãnh thổ Việt Nam, chứ không phải khi Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vào 11 giờ 30 trưa hôm đó. Tướng Minh là quân bài của mặt trận từ lâu và tác dụng của việc tuyên bố đầu hàng và kêu gọi buông súng chỉ là để cho không còn đổ máu vô ích, đánh gục những sự ngoan cố cuối cùng của một bộ phận quá khích những trò bị ổi của Trung Quốc như đã tường trình ở trên chính là nằm trong khoảng thời gian 4 giờ này sau khi Mỹ đã bỏ đi Trung Quốc không còn người chủ để nói chuyện ở Sài Gòn nên đành đến gặp và thuyết phục Tổng thống Dương Văn Minh nhưng họ không ngờ tướng Minh là lá bài của mặt trận vì thế đã bác bỏ đề nghị của Trung Quốc và tuyên bố đầu hàng vô điều kiện Trung Quốc lá mặt lá trái không những với Việt Nam mà còn với cả đồng minh mới là Hoa Kỳ tình nhân mà họ đi đêm từ năm 1972 âm mưu qua mặt Mỹ nhặt lại công cụ mà Mỹ đã sử dụng và vừa mới vứt bỏ cách đó vài giờ Mỹ Trung một bên vỏ quyết dày một bên móng tay nhọn bên tám lạng kẻ nửa cân hình thành một mối quan hệ thù bạn khó phân không những các thỏa thuận giữa trung quốc và mỹ những mưu đồ chiến lược của họ đã bị thất bại mà một nước việt nam xã hội chủ nghĩa độc lập thống nhất phát triển hội nhập và có uy tín và vị thế chính trị ngày càng cao trên trường quốc tế sẽ mãi là vật cản chướng ngại không thể nào san bằng cho mưu mô bành trướng bá quyền đại dân tộc của trung quốc ở đông dương và đông nam á thắng lợi lịch sử của Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975 không chỉ là thất bại lớn của đế quốc Mỹ xâm lược mà cũng là thất bại lớn của bành trướng Bắc Kinh. Henry Kissinger khi nói về chiến tranh biên giới Việt Trung cũng đã thừa nhận Trung Quốc giúp đỡ Hà Nội để làm cùn bớt lưỡi dao của Mỹ thọc vào châu Á. Hà Nội chỉ chiến đấu với một lẽ duy nhất đó là lòng yêu nước của họ và một nước Việt Nam thống nhất dưới sự lãnh đạo của những người Cộng sản Việt Nam chiến thắng vào năm 1975 chính là mối đe dọa chiến lược to lớn đối với Trung Quốc còn hơn đối với Mỹ. Vào những năm cuối đời của Mao Trạch Đông và sau cái chết của ông, cuộc đại khủng hoảng tại Trung Quốc tiếp tục diễn ra gay gắt với những cuộc thanh trừng tàn bạo lẫn nhau, nhân danh này, nhân danh kia để tranh giành quyền bính trong 20 năm liền, nền kinh tế và tình hình chính trị xã hội của Trung Quốc đã bị suy thoái, băng hoại và hỗn loạn vì những cái gọi là đại nhảy vọt, đại cách mạng văn hóa. Mặt khác, sự yếu kém về quân sự và kinh tế của Trung Quốc trong thời kỳ này không cho phép bọn bá quyền Bắc Kinh thực hiện ý đồ như họ mong muốn. Cho nên, về đối nội, họ lấy chủ nghĩa đại hán, lấy tư tưởng đại dân tộc để tập hợp các phe phái và động viên dân Trung Quốc nhằm thực hiện cải cách về đối ngoại, họ dẫn sâu vào con đường thực dụng, thực lợi, cơ hội, lợi dụng lúc chủ nghĩa đế quốc bị khủng hoảng về kinh tế và chính trị nghiêm trọng và lúc Mỹ bị thua đau phải điều chỉnh lại chiến lược toàn cầu, họ câu kết với chủ nghĩa đế quốc, chống Liên Xô, chống phong trào cách mạng thế giới, tranh thủ nhiều vốn và kỹ thuật của phương Tây cho kế hoạch cải cách của mình. Họ hằn học nhìn thắng lợi của Việt Nam trước Hoa Kỳ, cho nên từ khi nhân dân Việt Nam giành được toàn thắng, họ ngày càng công khai và điên cuồng thực hành một chính sách thù địch toàn diện và chống Việt Nam một cách có hệ thống. Ngay từ giữa thập niên 1960, Trung Quốc đã mưu tính nắm trọn vấn đề Campuchia, trước mắt nhằm phá hoại mặt trận đoàn kết các nước Đông Dương, làm yếu cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam, có thể đàm phán với Mỹ và nắm bắt Campuchia phụ thuộc lâu dài và trở thành một bàn đạp của Trung Quốc để bành trướng xuống Đông Dương và Đông Nam Á. Sau ngày 17 tháng 4 năm 1975, Trung Quốc dùng bọn đệ tử nắm quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản Campuchia gạt quốc vương Sihanouk và những người thân cận của ông ta xây dựng một chế độ phát xít diệt chủng thông qua chế độ đó kiểm soát thao túng nước Campuchia, biến Campuchia thành một chư hầu kiểu mới để tiến đánh Việt Nam từ phía Tây Nam. Trung Quốc đã viện trợ tiền bạc, vũ khí và dụng cụ chiến tranh các loại, đưa hàng loạt cố vấn vào Campuchia, thành lập và huấn luyện hàng chục sư đoàn mới, gồm bộ binh thiết giáp pháo binh, xây dựng thêm hoặc mở rộng các căn cứ hải quân, không quân, hệ thống kho hậu cần. Dưới sự hậu thuẫn ủng hộ chống lưng của Bắc Kinh, bè lũ Pol Pot tiến hành một chiến dịch tuyên truyền rộng khắp vu khống Việt Nam, âm mưu xâm chiếm cướp nước Campuchia, tiểu bá việt nam muốn độc chiếm đông dương thôn tính lào và campuchia chúng giáo giết hô hào chiến tranh chống việt nam phá hoại cuộc đàm phán giữa hai nước về vấn đề biên giới để có cớ duy trì một tình hình ngày càng căng thẳng ở vùng biên giới việt nam campuchia ngay từ năm 1975, họ đưa quân lấn chiếm, bắn giết, đốt phá nhiều điểm trên lãnh thổ Việt Nam và từ đó ngày càng gây thêm nhiều vụ xung đột ở biên giới, đột kích nhiều đồn biên phòng làng xóm Việt Nam, làm cho tình hình biên giới không ổn định, ngăn cản nhân dân Việt Nam khôi phục và xây dựng kinh tế. Từ những cuộc khiêu khích vũ trang, họ tiến đến gây ra những cuộc chiến tranh biên giới chống Việt Nam từ tháng 4 năm 1977 suốt dọc 1.000 km với những chiến dịch tấn công đại quy mô, huy động hàng vạn bộ binh có xe tăng trọng pháo hiểm trợ, có khi tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam hơn 30 km, giết hại dân thường, tàn phá nhà cửa, đốt trụi làng mạc, gây ra nhiều cuộc thảm sát, trong đó có thảm sát ba chúc, dã man. Chống bằng kinh tế và văn hóa, ngoài việc chống việt nam bằng quân sự chính trị tài trợ cho cuộc chiến ở biên giới tây nam trung quốc còn thỏa thuận với mỹ đài loan hồng kông tuồn các văn hóa phẩm gây nghiện của trung hoa vào việt nam như các tiểu thuyết kiếm hiệp các văn hóa phẩm này dần trở thành mất kiểm soát cộng với văn hóa phẩm trung hoa đã tồn tại sẵn dưới thời mỹ ở miền nam đầu độc nhiều người khiến họ chỉ biết lao đầu vào cái gọi là trưởng khinh công thần công linh tinh mà lười lao động, lười học hành. Chính vì vậy thời đó Việt Nam cấm lưu hành truyện kiếm hiệp và dẹp bỏ phá hủy những kho văn hóa phẩm này. Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cũng cộng tác với CIA cài cắm nhiều điệp viên Hoa Nam tình báo cục trong lãnh thổ Việt Nam. Trung Quốc khai thác và lợi dụng vấn đề kinh tế miền Nam phần lớn do người tàu trợ lớn thao túng, đầu cơ tích trữ, giấu gạo muối, tạo ra khan hiếm giả sau đó trục lợi bán ra với giá cắt cổ trong lúc đất nước xã hội nghèo nàn phải xây dựng lại từ đầu. Trước năm 1975, kinh tế lớn thì do tư bản Mỹ và phương Tây nắm, kinh tế vừa và nhỏ tiểu thương thì do người Hoa, người Minh Hương, người gốc Hoa thao túng tình hình rối loạn đến mức khi quyền lợi tư bản Mỹ bị ảnh hưởng, khi xã hội và kinh tế phát sinh vấn đề bất ổn, thì Mỹ phải ra lệnh cho Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ đi xử bắn gian thương tạ vinh ở chợ lớn vào năm 1966. Nhiều cựu quân nhân ngụy kể lại, thời đó vào chợ lớn chẳng khác nào lạc vào một xứ sở khác, lạc vào Trung Quốc. Trước và sau giải phóng đều có một bộ phận không nhỏ người Hoa, nhất là trong giới thương nghiệp lúc ấy, trời rất bẩn quen với mô hình kinh tế tư bản rồi nên tưởng rằng sẽ tha hồ được tự do kinh doanh kiểu gian manh vô lương tâm. Và Trung Quốc tận dụng mọi yếu tố nhân tố này để tăng cường quấy phá xã hội Việt Nam, một phần họ ủng hộ những thành phần trên, lúc thì công khai lúc thì ngấm ngầm để phá hoại kinh tế và đời sống của nhân dân Việt Nam. Khi Việt Nam phải xử phạt hoặc trục xuất một bộ phận người Trung Quốc không phải công dân Việt Nam vi phạm luật pháp muốn loại bỏ bớt những lũng đoạn thao túng lộng hành kinh tế của người hoa ở việt nam thì trung quốc la lối lên rằng việt nam phân biệt chủng tộc kỳ thị và trục xuất người hoa và dùng nó như một chiêu bài dành phần chính nghĩa lẽ phải về mình bôi đen việt nam biến việt nam thành kẻ ác mặt khác trung quốc ngầm kích động thúc đẩy người hoa về nước tạo ra những phong trào hồi hương bằng những tin đồn quái ác hoặc bằng những mật lệnh cho bọn gián điệp bắc kinh rồi lưu loa lên rằng việt nam phân biệt chủng tộc kỳ thị Việt Hoa, trục xuất người Hoa, Trung Quốc vừa ăn cướp vừa la làng. Người Hoa ở Việt Nam Việt Nam có khoảng 1 triệu 20 vạn người Hoa sinh sống, gần 1 triệu người ở Việt Nam chủ yếu xuất xứ từ những đoàn tàu tị nạn chính trị của những người Hán, không chấp nhận sự cai trị của Triều Mãn Thanh, gọi là người Minh Hương, trung thành với nhà Minh Cũ. Và trên 20 vạn người ở miền Bắc Năm 1955, Đảng Lao động Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thỏa thuận công khai minh bạch, rõ ràng là người Hoa ở Việt Nam là do Đảng Lao động Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối và sẽ dần dần chuyển thành công dân Việt Nam và phải mang quốc tịch Việt Nam. Trong 20 năm, người Hoa ở miền Bắc và trong những vùng đã giải phóng ở miền Nam đều được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ như công dân Việt Nam như những người Việt Nam bình thường, hoàn toàn không có sự kỳ thị chủng tộc trong chính sách. Sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, Đảng và chính phủ Việt Nam tiếp tục nghiêm chỉnh thực hiện sự thỏa thuận năm 1955 giữa hai đảng và người Hoa ở miền Bắc, đồng thời tôn trọng thực tế lịch sử về người Việt gốc Hoa trong những vùng tạm chiếm ở miền Nam, coi người gốc Hoa ở bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ Việt Nam là một bộ phận trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, một bộ phận nhỏ mang căn cước Đài Loan, lúc đó ta gọi là tàu Đài Bắc để phân biệt với tàu Bắc Kinh. Hồng Kông hoặc quốc tịch nước khác và số Hoa Kiều tiến bộ bị Campuchia dân chủ xua đuổi và tị nạn ở Việt Nam thì được coi là ngoại kiều. Ngược lại, nhà cầm quyền phản động Trung Quốc xuyên tạc sự thỏa thuận năm 1955 giữa hai đảng, phủ nhận thực tế lịch sử khách quan về những người Việt gốc Hoa ở Việt Nam, coi tất cả kiều dân ở hai miền là kiều dân Trung Quốc và đòi quyền lãnh đạo những người ấy. Trên thực tế, họ âm mưu biến những người này thành đội quân thứ năm họ lập ra các tổ chức đảng phái phản động và mạng lưới gián điệp người Hoa trên đất Việt Nam, đơn cử một số tổ chức băng đảng phản động như Hoa Kiều Hòa Bình Liên Hiệp Hội, Hoa Kiều Tiến Bộ, Hoa Kiều Cứu Vong Hội, Đoàn Thanh Niên Chủ Nghĩa Mark Lenin, Hội Học Sinh Hoa Kiều Yêu Nước, Mặt Trận Thống Nhất Hoa Kiều, vân vân do Bắc Kinh thành lập và chỉ huy đã hoạt động chống lại chính sách của Việt Nam, chống lệnh đăng ký nghĩa vụ quân sự, chống việc đi khai khẩn đất hoang, xây dựng vùng kinh tế mới, xây dựng lại Việt Nam, kích động tâm lý huyết thống trong người Việt gốc Hoa, khơi lên phong trào đòi trở lại quốc tịch Trung Quốc. Người tàu Bắc Kinh và người tàu Đài Bắc treo hình Mao Trạch Đông và tưởng giới thạch khắp mọi nơi, xem Việt Nam như Trung Quốc, Đài Loan. Trung Quốc in tiền giả, đầu cơ tích chữ, nâng giá hàng nhằm phá kế hoạch ổn định và phát triển kinh tế của các cơ quan nhà nước ở Nam Bộ. Với những thủ đoạn đó, nhà cầm quyền bành trướng Bắc Kinh đã gây thêm khó khăn cho nhân dân miền Nam Việt Nam, vốn đã gặp biết bao khó khăn do 30 năm chiến tranh của thực dân đế quốc để lại, khiến cho nhiều người về sau bỏ nước tha phương cầu thực, tìm một đời sống kinh tế khá hơn. Tóm lại, Bắc Kinh đã dùng người Hoa làm công cụ gây rối loạn về chính trị, kinh tế, xã hội ở Việt Nam như họ đã làm ở một số nước Nam Á cái gọi là vấn đề nạn kiều chủ yếu là một sự cưỡng bức người hoa ở việt nam ồ ạt di cư sang trung quốc của giới cầm quyền bắc kinh nhằm gây xáo trộn về chính trị xã hội kinh tế ở việt nam đồng thời kích động dư luận trung quốc chuẩn bị sẵn sàng đạo quân thứ năm cho việc tiến hành xâm lược việt nam trong bước sau vốn là những người làm ăn sinh sống lâu đời ở việt nam thông thạo địa hình phong tục tập quán có nhiều cơ sở quen thuộc cũ có nhiều khả năng nắm được nhiều tin tức tình hình những người hoa ở việt nam trở về trung quốc đã được bọn bành trướng bắc kinh lựa chọn đưa vào những sư đoàn sơn cước chuyên đánh rừng núi thọc sâu vào hậu phương hoặc những đơn vị đi trước mở đường hoặc những đơn vị thám báo dẫn đường phá hoại cầu cống cơ sở hạ tầng của việt nam nhiều người trong bọn họ đã bị bắt giữ và trừng trị trong cuộc chiến tranh xâm lược 1979. Hơn một tháng sau vấn đề nạn kiều, nạn dân, Trung Quốc gọi về nước tất cả các chuyên gia và cán bộ kỹ thuật đang công tác ở Việt Nam. Đi đôi với việc rút hết chuyên gia về nước, giới cầm quyền Trung Quốc còn thông đồng với Hoa Kỳ, vận động các nước, các tổ chức quốc tế ngưng viện trợ cho công cuộc xây dựng của Việt Nam, tăng cường bao vây cấm vận, bỏ đói, bức tử Việt Nam. Thế là, Việt Nam vừa bị Mỹ và các nước đồng minh thân Mỹ cấm vận, vừa bị Trung Quốc và các đồng minh thân tàu cấm vận. Trong thì bị hai mặt giáp công, phía nam và phía bắc, ngoài thì bị cấm vận hai đầu phương bắc và phương tây. Ngoài việc cấm vận kinh tế và quân sự, Trung Quốc còn tăng cường cản trở quan hệ bình thường hóa giữa Việt Nam và các nước ASEAN, kêu gọi các nước đó lập mặt trận chung với Trung Quốc chống tiểu bá Việt Nam tuyên truyền rằng việt nam và bè lũ lê duẩn lê đức thọ muốn bá chủ đông dương muốn thôn tính đông dương muốn thành lập một liên bang đông dương do lê duẩn làm chủ với cuộc vận động đó họ hy vọng sẽ thực hiện được chính sách bao vây kinh tế cô lập chính trị ngoại giao tiến công quân sự như các đế quốc thực dân vẫn làm bấy lâu nay với một số nước đây là một hành động xâm phạm độc lập chủ quyền của việt nam can thiệp vào công việc của các nước khác và các tổ chức quốc tế áp lực quân sự nơi biên giới. Song song với việc hoạt động chống phá kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hóa và tuyên truyền, bọn phản động Trung Quốc giáo giết tăng cường sức ép quân sự đối với Việt Nam từ mọi phía, đặc biệt là phía Bắc và Tây Nam. Tại phía Bắc, họ đưa quân ra biên giới Việt Trung tăng cường những vụ khiêu khích vũ trang và xung đột quân sự, dùng mọi thủ thuật nham hiểm âm mưu lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, tạo nên tình hình thường xuyên căng thẳng ở vùng biên giới. Theo cuốn sách Sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc 30 năm qua của nhà xuất bản Sự thật, xuất bản tháng 10 năm 1979, số vụ chạm súng đụng độ quân sự xung đột lãnh thổ Việt Nam và Trung Quốc năm 1975 là 234 vụ, gấp rưỡi năm 1974, còn năm 1978 tăng đột biến lên 2.175 vụ, gấp 10 lần. Tại phía Tây Nam, theo chỉ thị của Bắc Kinh, bè lũ diệt chủng khước từ các đề nghị của Việt Nam về việc hai bên thành lập một khu phi quân sự ở vùng biên giới và ký một hiệp ước hữu nghị không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Họ làm thế cốt để duy trì cuộc chiến tranh biên giới chống Việt Nam, đồng thời chuẩn bị những cuộc phiêu lưu quân sự đại quy mô sau này. Tại phía Tây, Trung Quốc dùng các gói viện trợ, dùng cây gậy và củ gà rốt để gây áp lực với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Họ thông đồng với CIA Mỹ, nuôi dưỡng tàn quân, của lực lượng đặc biệt Hờ Mông do CIA tổ chức và chỉ huy trước đây thông qua đạo quân làm đường của họ để tìm cách can thiệp sâu vào các tỉnh Bắc Lào, vu cáo Việt Nam thôn tính Lào, ly rán, chia rẽ Lào với Việt Nam, đưa nhiều sư đoàn áp sát biên giới Lào Trung. Mục tiêu của họ là để tăng thêm sự uy hiếp Việt Nam về quân sự từ phía Tây, đồng thời làm suy nhược và từng bước khống chế Lào. Tình hình Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Ngày 3 tháng 7 năm 1978, chính phủ Trung Quốc tuyên bố cắt hết viện trợ và rút hết chuyên gia đang làm việc tại Việt Nam về nước. Xung đột biên giới trên đất liền, nhất là tại điểm nối dây trên đường sắt liên vận Hà Nội bằng tường, ngày càng tăng. Có lúc có nơi đã xảy ra đổ máu. Tháng 7 năm 1978, các nhân viên ngoại giao của Việt Nam ở Bắc Kinh được phổ biến nghị quyết Trung ương 4, tinh thần là phải thấu suốt quan điểm nắm vững cả hai nhiệm vụ vừa xây dựng kinh tế vừa tăng cường lực lượng quốc phòng chuẩn bị tốt và sẵn sàng chiến đấu với giặc xâm lược. Tháng 11 năm 1978, Việt Nam ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác với Liên Xô. Đến tháng 12 năm 1978, mọi việc chuẩn bị cho tình huống xấu nhất trong đại sứ quán đã làm xong sứ quán nhận được máy phát điện chạy xăng tích lũy đầy đủ gạo nước thực phẩm khô đại sứ quán các nước anh em thân thiết cũng nhận được các đề nghị cụ thể khi có bất chắc xảy ra thỏa thuận nhất trí với nhau cùng chống bành trướng chống báo quyền ông dương danh di và một số đồng chí lúc đó được phân công đọc và lựa chọn các tài liệu lưu trữ quan trọng cái phải gửi về nhà cái có thể hủy tháng 12 năm 1978, theo lời kể của ông Dương Danh Di trên đài BBC, trong chuyến thăm các nước ASEAN với mục đích chấn an xoa dịu, làm công tác tư tưởng, công tác chính trị, chia rẽ, ly gián, nói xấu Việt Nam với các nước Đông Nam Á. Một cuộc trả lời phỏng vấn Đặng Tiểu Bình cố tỏ ra hùng hổ và tức tối nói nguyên văn. Việt Nam là bạo đồ, chính xác là bạo đồ, phải dạy cho Việt Nam bài học. Sáng hôm sau, Báo chí Trung Quốc thấy câu này không phù hợp với tư cách một lãnh đạo quốc gia. Một lãnh tụ quốc gia lại có thể chửi bới, mất tư cách mang tính chất hàng tôm hàng cá như thế, nên họ đã cắt xén bớt đi phần Việt Nam là bạo đồ, chỉ giữ lại phần phải dạy cho Việt Nam một bài học. Thật ra, Đặng Tiểu Bình nhập vai trên truyền hình và nói vậy là để gián tiếp tuyên truyền cho quan điểm Trung Quốc chỉ đánh Việt Nam vì Việt Nam xấu, vì Việt Nam sai, vì Việt Nam là bạo đồ để dạy cho Việt Nam một bài học thôi, chứ không xâm lược Việt Nam, không tham lam một tấc đất ngọn cỏ nào của Việt Nam, nhằm chấn an quốc tế và làm cho Việt Nam lơ là chủ quan, nguội đi nhiệt huyết và quyết tâm đánh giặc. Ngày 22 tháng 12 năm 1978, Trung Quốc đơn phương ngừng vận chuyển hành khách xe lửa liên vận tới Việt Nam. Rất nhiều cán bộ sinh viên Việt Nam từ Liên Xô, Đông Âu trở về bị kẹt lại trong nhà khách sứ quán chờ đường hàng không và cuối cùng đến đầu tháng 1 năm 1979, đường bay Bắc Kinh Hà Nội cũng bị cắt. Đầu tháng 1 năm 1979, quân đội Việt Nam bất ngờ tổng phản công thần tốc trên toàn tuyến biên giới Tây Nam, chỉ trong một thời gian ngắn đã đập tan sức chống cự của bè lũ Pol Pot, đánh mau đánh mạnh tốc chiến tốc thắng tiến vào giải phóng Nam Vang. Hành động quân sự và chiến công nhanh chóng này của Việt Nam là điều mà Đặng Tiểu Bình và Trung Quốc không thể nào ngờ trước. Đây là một quả đắng khó nuốt trôi đối với Đặng Tiểu Bình. Cuối tháng 1 năm 1979, Đặng Tiểu Bình thăm Mỹ, được Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đón tiếp với nghi lễ long trọng chưa từng thấy trong lịch sử ngoại giao Hoa Kỳ. Hai nước quyết định thiết lập quan hệ bang giao và Trung Quốc đã nhận được sự đồng thuận, bật đèn xanh của Mỹ hai lãnh đạo nhất trí cùng nhau chống Liên Xô, Đông Âu và Việt Nam. Như vậy, Trung Quốc đã dấn thân vào con đường phản chắc, đi đêm với đế quốc, phản bội lại những đồng minh cũ, phản bội các nước xã hội chủ nghĩa, đón gió trở cờ, chơi trò hai mặt lá phải lá trái. Nguyên nhân Trung Quốc xâm lược Việt Nam Đầu tiên là quan hệ Mỹ-Trung. Lúc bấy giờ, Hoa Kỳ và Trung Quốc đều có chính sách thù địch với Liên Xô và Việt Nam. Mỹ muốn trả thù chính trị Việt Nam, đồng thời cũng muốn chia rẽ Việt Nam và Trung Quốc, muốn kích cho Trung Quốc đem quân đánh Việt Nam, chia rẽ hai nước cộng sản, muốn quan hệ hai nước bị mất cầu và không còn đường về. Trung Quốc thì cay cú trước một nước Việt Nam thống nhất vốn đã hằn học thù địch với Việt Nam từ lâu, từ giấu mặt đến công khai. Do đó, hai nước này hình thành một liên minh ma quỷ thực hiện những mưu đồ riêng, dụng tâm riêng và mục đích chung, nhu cầu chung của hai nước chủ yếu là chống Liên Xô và chống Việt Nam. Chống Việt Nam để cho Liên Xô mất một đồng minh chiến lược quan trọng. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên BBC vì Trung Quốc lúc bấy giờ muốn phát triển quan hệ với Mỹ, đánh Việt Nam là một món quà tặng cho Mỹ. Tất cả đều nằm trong ý đồ chia rẽ Trung Việt của Mỹ và ý đồ liên Mỹ đả Việt của Trung Quốc một tên thực dụng và một tên thâm nho đều biết mánh của nhau nhưng vì những lợi ích của mình chấp nhận thuật nước đẩy thuyền tương kế tựu kế lợi dụng lẫn nhau trong một ván bài lật ngửa đây thật sự là một cuộc đấu trí chí chính trị ngoạn mục nhưng cũng đầy thủ đoạn dơ bẩn của hai cường quốc trong bản dịch của học giả Dương Danh Di nhân kỷ niệm 32 năm chiến tranh biên giới, Đặng Tiểu Bình tiết lộ là Mỹ đã cung cấp nhiều tin tức tình báo cho Trung Quốc trước cuộc chiến. Những tin tức tình báo này có lợi cho việc đánh Việt Nam. Và trong cuộc chiến thì Mỹ cũng tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ tình báo cho Trung Quốc qua cơ quan CIA. Nhiều quan chức CIA đã sang Trung Quốc để nghiên cứu, tư vấn, chia sẻ. Và nhiều quan chức tình báo Trung Quốc cũng sang Mỹ lúc đó để tham vấn bàn thảo học hỏi. Hai bên đã chia sẻ thông tin tình báo về Việt Nam cho nhau. Tình báo về Việt Nam là những thông tin mà Mỹ nắm rõ nhất, nhất là trong thời điểm đó, ở miền Nam Việt Nam vẫn còn rất nhiều chó săn làm việc cho CIA. Thứ nữa là quan điểm cá nhân của Đảng Tiểu Bình trong bài dịch của học giả Dương Danh Di từ một số tư liệu Trung Quốc thì cho thấy Đặng Tiểu Bình tỏ ra có quan điểm thù ghét Việt Nam một cách khác thường, có cách nhìn về Việt Nam một cách cực đoan hơn hẳn các đồng liêu. Lịch sử chính trị của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cũng cho thấy từ khi Đặng Tiểu Bình thắng thế trong cuộc tranh quyền đoạt vị, đấu tranh quyền lực quyết liệt và đẫm máu thì Trung Quốc dần chuyển sang hướng thân Mỹ thân Tây, chống Việt, chống Xô, viễn giao cận công, bán láng giềng gần, mua người dưng xa quyền lực của Đặng Tiểu Bình càng củng cố, càng mạnh, quyền hành của ông ta càng nhiều, càng rộng lớn, thì Trung Quốc càng hung hăng và quan hệ Trung Việt càng tồi tệ. Cho thấy, Đặng Tiểu Bình chính là kẻ đứng đầu bọn bành trướng bá quyền, phản động trong giới cầm quyền Bắc Kinh. Trong lịch sử quan hệ Việt-Trung mấy nghìn năm nay, phần lớn thời gian là hai bên sống chung hòa thuận trong sự rè dặt cẩn trọng nhất định. Xung đột chiến tranh nổ ra thường đầu tiên xuất phát từ mâu thuẫn lợi ích giữa hai nước, hai dân tộc, sau đó chủ yếu là từ một bọn chống Việt hiếu chiến cực đoan quá khích trong triều đình nhà nước Trung Hoa. Sau những cuộc cách mạng tư sản lật đổ chủ nghĩa phong kiến trong các quốc gia tư bản luôn có một bộ phận lớn chính trị gia như những ký sinh trùng ăn bám, sống bám trên chiến tranh quân sự. Có chiến tranh, có đổ máu, có các chiến dịch quân sự, có xung đột quân sự phải dùng đến súng đạn, vũ khí, khí tài, chiến tranh, công nghệ quốc phòng, ngân sách quốc phòng phải cao thì họ mới làm giàu được. Trung Quốc tuy mang danh là một nước xã hội chủ nghĩa nhưng dần trạch hướng và phản bội và với thực lực quân sự đáng kể của một đại cường quốc trong giới cầm quyền Bắc Kinh cũng có những bộ phận sống ký sinh trên chiến tranh này. Phải có chiến tranh thì họ mới có lợi, chiến tranh, quân sự, công nghiệp vũ khí, giao dịch vũ khí, vân vân đã gắn liền với lợi ích quyền lợi của họ những thành phần trên chống việt hiếu chiến cực đoan ký sinh trùng chưa hội tụ đủ quyền lực thì việt nam và trung quốc còn yên ổn khi họ hội tụ đủ quyền lực có được quyền cao hay nguy hiểm hơn là họ lên nắm quyền thì việt trung khó tránh khỏi chiến tranh đây là một quy luật chính trị một vòng luẩn quẩn suốt nhiều ngàn năm nay Do đó, khi Đặng Tiểu Bình và đồng bọn cùng tư tưởng, cùng quan điểm, cùng ý chí, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, lên cầm quyền thì có thể thấy, quyết định xâm lược Việt Nam chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong một nghiên cứu năm 2010, tiến sĩ người Mỹ gốc Hoa, Trương Tiểu Minh, từ Hoa Kỳ, cũng thừa nhận Đặng Tiểu Bình có vai trò cá nhân nổi bật và là vai trò quyết định trong chiến tranh xâm lấn Việt Nam. Theo ông Nhìn từ quan điểm của ban lãnh đạo Trung Quốc khi đó thì có ba yếu tố khiến cho cuộc chiến trở nên khả thi. Đó là quan hệ đặc biệt giữa Moscow và Hà Nội sau Hiệp định 1978, vai trò chủ chốt thiết yếu của Việt Nam ở Đông Dương đối với Campuchia và Lào, cản đường Trung Quốc mở ra và tiến xuống Đông Nam Á và quan hệ xấu đi nghiêm trọng giữa Bắc Kinh và Hà Nội. Còn về nội bộ, theo tiến sĩ Trương Tiểu Minh, chính việc thăng chức của Đặng Tiểu Bình từ vị trí phó thủ tướng lên chức vụ cao nhất nắm quân ủy trung ương tại hội nghị trung ương 3 ban chấp hành trung ương khóa 11 của Đảng Cộng sản Trung Quốc là yếu tố quyết định cho việc xâm lược Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là đại cương về yếu tố Hoa Kỳ, yếu tố Đặng Tiểu Bình, người nắm quyền cao nhất Trung Quốc thời đó. Bây giờ, chúng ta hãy cùng đi sâu vào các chi tiết cụ thể, các mục tiêu mục đích Trung Quốc để giải đáp câu hỏi Trung Quốc muốn gì? Trung Quốc xâm lược Việt Nam để làm gì? Có nguyên nhân thì mới có kết quả. Trước hết, cần xem xét lại những mâu thuẫn đưa tới sự dạn nứt, dần đưa tới sự xung đột và rồi là chiến tranh tổng lực, chiến tranh toàn diện giữa Trung Quốc và Việt Nam 1979. Đi ngược thời gian, vào năm 1972, Chuyến thăm của tổng thống Nixon tới Bắc Kinh và thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc được Việt Nam xem là một sự phản bội và ta công khai nói rõ điều này, triệu tập quan chức đại sứ quán Trung Quốc đến để bày tỏ bất bình và phản đối. Năm 1975, trong chuyến thăm Bắc Kinh, bí thư thứ nhất Lê Duẩn đã thẳng thừng từ chối đưa Việt Nam vào liên minh chống Liên Xô của Trung Quốc, bác bỏ ngay quan điểm của Trung Quốc rằng chủ nghĩa bá quyền Liên Xô là mối đe dọa đối với các nước cộng sản châu á ông lê duẩn rời trung quốc mà không tổ chức tiệc đáp lễ theo truyền thống và cũng bác bỏ không ký vào thỏa thuận chung tư thế của ông lê duẩn lúc đó xứng đáng là của một người việt nam một việt nam đã dám đánh mỹ và biết thắng mỹ bắc kinh điên tiết từ đó bắt đầu nói về một việt nam hắc tâm vô ân ngạo mạn viện trợ của Trung Quốc sau đó giảm xuống không còn bao nhiêu, đến năm 1978 thì cắt toàn bộ để vừa có thể chấm dứt viện trợ cho Việt Nam thất hứa mà không bị mất mặt bầu cua, muốn vớt vát chút uy tín mặt mũi, giữ tư cách đứng đầu phe xã hội chủ nghĩa. Trung Quốc bày ra trò đặt điều kiện cho Việt Nam rằng muốn Trung Quốc viện trợ thì phải từ chối tất cả các khoản viện trợ của Liên Xô trong khi đã biết trước Việt Nam không bao giờ làm thế và dĩ nhiên Việt Nam không quan tâm và không đáp ứng. Vào năm 1973, Trung Quốc trước áp lực của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa muốn giữ uy tín nên đã cam kết viện trợ cho Việt Nam. Từ đó, nhà cầm quyền Trung Quốc nói chung và Đặng Tiểu Bình nói riêng có ác cảm với Lê Duẩn. Sau này, mỹ trung tăng cường giáo diết tuyên truyền chống lê duẩn trung quốc tập trung tuyên truyền trong nội bộ những người cộng sản hoa kỳ tập trung tuyên truyền trong bọn phản động gốc việt đồng thời một số sai lầm trong công tác lãnh đạo những tính chất độc tài độc đoán chuyên quyền trong phong cách lãnh đạo của lê duẩn cũng làm những tuyên truyền này phát huy hiệu quả nhất định tự mua dây buộc mình trung quốc càng ngang ngược gây sức ép thì càng đẩy việt nam quan hệ chặt chẽ hơn với liên xô ép trung quốc vào giữa vào thế gọng kìm rồi trung quốc lại thấy mình bị đe dọa từ hai phía đồng thời việt nam cũng đang cố gắng xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa ba nước đông dương mà việt nam giữ vị thế đứng đầu cùng với thực tế rằng nước việt nam thống nhất đã trở thành một sức mạnh quan trọng trong vùng làm suy giảm đáng kể ảnh hưởng của trung quốc những điều này làm cho Trung Quốc cay cú không muốn chấp nhận và luôn rêu rao lu la tuyên truyền về một tiểu bá quyền, tiểu bá Việt Nam và đại bá quyền Liên Xô bao vây chúng tôi từ phía Bắc khiến chúng tôi không có lối ra. Từ đó, một nhà nước Campuchia chống Việt Nam đã trở thành một quân cờ, một lá bài quan trọng đối với Trung Quốc. Quan hệ Việt Nam-Campuchia Dân Chủ ngày càng đi xuống bắt đầu từ tháng 5 năm 1975, ngay sau khi Việt Nam thắng Mỹ, Campuchia dân chủ dưới sự xúi dục của quan thầy Trung Hoa cho quân xâm lược đánh chiếm các đảo Phú Quốc, Thổ Chu và bắt cóc hàng trăm dân thường, cao trào vào năm 1977-1978, khi Campuchia dân chủ liên tục quấy phá đánh sâu vào lãnh thổ Việt Nam, tàn sát hàng chục ngàn dân thường trong suốt thời gian đó và cả về sau trung quốc luôn là nước viện trợ đắc lực cho campuchia dân chủ về vũ khí khí tài cũng như cố vấn quân sự hoa kỳ ngầm ủng hộ và bênh vực giúp đỡ campuchia dân chủ trên mặt trận ngoại giao các nỗ lực ngoại giao của việt nam nhằm đạt được mục tiêu hòa bình hay chí ít để xoa dịu căng thẳng với trung quốc và campuchia dân chủ đều vô hiệu sự thật là Trung Quốc đã sử dụng Chư hầu Campuchia dân chủ tấn công Việt Nam. Từ năm 1973, Liên Hiệp Quốc bắt đầu thảo luận về vấn đề chủ quyền của các quốc gia đối với các vùng đặc quyền kinh tế trên biển. Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa khi đó đã tuyên bố ngay chủ quyền với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa dựa theo hiệp ước Pháp Thanh ký kết năm 1887 về phía Trung Quốc. Với cuộc khủng hoảng dầu lửa những năm 1970, họ đã tìm kiếm các nguồn khai thác dầu mỏ trên Biển Đông sát với Việt Nam. Đồng thời, cũng nhân việc này thực hiện chiến lược bao vây Việt Nam, nhất thạch nhị điểu, một đá trọi hai chim. Tranh chấp giữa hai nước về hai quần đảo này đã bắt đầu ngay từ năm 1975 sau khi nước Việt Nam thống nhất tiếp tục tuyên bố chủ quyền đối với hai quần đảo này. Tuyên bố chủ quyền của nước Việt Nam thống nhất năm 1975 đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cách ứng xử của Việt Nam đối với một bộ phận người Hoa và cố gắng của Việt Nam trong việc xây dựng quan hệ chặt chẽ giữa ba nước Đông Dương được bọn bá quyền Trung Quốc xem là nỗ lực nhằm thống trị Đông Dương. Và là ví dụ về sự vô ơn, đen tối và tham vọng cuồng vọng của Việt Nam. Ngay trong năm 1975, trung quốc viện trợ không hoàn lại cho campuchia dân chủ một số vũ khí liên xô viện trợ trước đây số vũ khí liên xô viện trợ cho việt nam vận chuyển qua đường trung quốc trung quốc giấu lại rồi báo cáo gian trá cũng như một số quyền lợi kinh tế khác Họ cho Campuchia Dân Chủ vay không lấy lãi 1 tỷ USD và ký kết một hiệp ước quân sự bí mật với chính quyền Campuchia Dân Chủ vào tháng 2 năm 1976. Chính sách ngoại giao của Trung Quốc với khu vực Đông Nam Á cũng được thay đổi theo hướng tăng cường quan hệ và chơi trò mặt trái mặt phải với khối ASEAN, mưu đồ chia rẽ, ly rán, muốn bẻ gãy từng chiếc đũa một đồng thời dụ dỗ các nước này theo Trung Quốc chống Việt Nam và Liên Xô, thân Campuchia dân chủ và cắt bỏ viện trợ của các nước này đối với các đảng cộng sản ở Đông Nam Á, càng lúc càng lún sâu vào con đường bội phản. Cuối năm 1978, căng thẳng giữa Việt Nam và cả hai thầy trò Trung Quốc và Campuchia dân chủ lên đến một đỉnh cao mới. Ngày 23 tháng 12 năm 1978, quân đội nhân dân Việt Nam tổng phản công trên biên giới Tây Nam, đánh mau đánh mạnh, tốc chiến tốc thắng, tiến thẳng vào thủ đô Nam Vang, lật đổ chính quyền diệt chủng Pol Pot. Đặng Tiểu Bình cũng vừa kết thúc chuyến công du và công tác ở Mỹ, cùng với việc ông ta lớn tiếng đe dọa, dạy cho Việt Nam một bài học. Trung Quốc tự tin vì có được sự hậu thuẫn tán thành từ phía Hoa Kỳ. Trung Quốc thâm hiểm cắt nguồn viện trợ dầu cho Việt Nam vào cuối năm 1978, vốn chiếm tới hơn một nửa tiêu thụ dầu của Việt Nam, trong khi Liên Xô chưa kịp viện trợ bổ sung, cũng khiến dự trữ dầu chiến lược của Việt Nam bị thiếu hụt trong thời điểm quyết định khi quân Trung Quốc tấn công. Ngày 24 tháng 2, trưởng ngân khố Mỹ Blumenthal cùng các cộng sự của chính quyền Carter công du và làm việc với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ủng hộ và khuyến khích Trung Quốc mạnh tay hơn và đảm bảo với Trung Quốc tình hình tại vùng Duyên Hải Phúc Kiến đối diện với Đài Loan sẽ yên tĩnh trong thời gian đầu năm 1979 để cho họ có thể yên tâm tái bố trí các lực lượng tại Phúc Kiến hướng về biên giới phía Nam với Việt Nam. Sách lược Liên Mỹ Đà Việt đã quá rõ ràng. Quan hệ trong khu vực cùng lúc căng thẳng việt nam trung quốc lên cao thì ở phía biên giới tây nam của việt nam chính quyền campuchia dân chủ với sự bảo trợ của trung quốc cũng bắt đầu leo thang hoạt động quân sự xâm lấn miền nam việt nam các xung đột lẻ tẻ ở khu vực này đã nhanh chóng bùng nổ thành chiến tranh biên giới tây nam với hệ quả là việt nam đưa quân vào campuchia lật đổ chính quyền diệt chủng campuchia dân chủ việt nam phải giải quyết vấn đề campuchia tiêu diệt tập đoàn pol pot vì tình hình căng thẳng với trung quốc đã rõ lúc đó trung quốc đã dồn trọng binh lên biên giới việt trung sớm muộn gì cũng sẽ có chiến tranh với bọn bá quyền phương bắc nếu khi đó campuchia dân chủ chưa bị diệt thì việt nam sẽ lâm vào tình thế lưỡng đầu thọ địch bị cô lập và dồn vào trong thế gọng kìm trong lịch sử phong kiến lê đại hành lý thường kiệt đều phải đánh chiêm thành trước khi đánh tống là vì thế do đó Trung Quốc quyết định tấn công xâm lược Việt Nam một phần là để phân chia lực lượng quân đội của Việt Nam giúp Campuchia Dân Chủ ép Việt Nam phải rút quân về hoặc điều bớt quân từ Campuchia lên Bắc Việt phòng thủ để giảm áp lực quân sự cho dư đảng của Pol Pot. Ngoài ra, theo một số nhà nghiên cứu quân sự Nga và phương Tây, do Việt Nam gia nhập Hội đồng Tương trợ Kinh tế SEV và ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác với Liên Xô năm 1978, trong đó có điều khoản về tương trợ quân sự lẫn nhau. Theo nhận định của Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, thỏa ước này là hiểm họa quốc phòng lớn của Trung Quốc vì đặt nước này vào tình thế lưỡng đầu thọ địch khi xảy ra chiến tranh với Việt Nam hoặc Liên Xô. Do đó, Trung Quốc đã sắp xếp sẵn con bài Hoàng Văn Hoan và đồng bọn khi cần sẽ dùng danh nghĩa diệt giuẩn phò hoan cùng nhân dân Việt Nam tiêu diệt tập đoàn Lê Duẩn. Nếu tình thế chiến sự thuận lợi thì sẽ đánh tới thủ đô Hà Nội và nếu chiếm được Hà Nội thì sẽ dựng lên ngụy quyền Hoàng Văn Hoan, đóng quân lâu dài, dùng chiêu bài chống Lê Duẩn để chống Việt Nam và xâm lược Việt Nam lâu dài, giữ cho Trung Quốc không bị rơi vào thế gọng kìm Xô Việt. Bởi nếu họ chỉ đánh rồi về thì thế gọng kìm vẫn còn, họ vẫn lưỡng đầu thọ địch. Tương tự, Việt Nam muốn phá thế gọng kìm Trung Quốc, Campuchia dân chủ, không muốn bị lưỡng đầu thọ địch thì phải tận diệt Pol Pot và đóng quân lâu dài để ổn định tình thế, không để cho dư đảng của Pol Pot từ trong rừng chui ra hồi phục, chặt đầu này lại mọc đầu khác. Do đó, cuộc chiến này không phải chỉ là cuộc chiến dạy cho Việt Nam một bài học như Đặng Tiểu Bình và Trung Quốc tuyên truyền, không phải chỉ là cuộc xung đột quân sự và hạn chế, đánh một chút rồi về, trừng phạt rồi về, quấy nhiễu rồi về mà là một cuộc chiến tranh xâm lược thời đại mới thuận theo tình hình rồi tính nếu thuận lợi thì sẽ chiếm đóng lâu dài dựng nên ngụy quyền do hoàng văn hoan đứng đầu và thực hiện chế độ thực dân kiểu mới nếu tình hình bất lợi thì sẽ rút về rồi tuyên bố đã trừng phạt xong đã dạy xong bài học như vậy thì dù kết quả cuộc chiến có thế nào thì Trung Quốc cũng đều có thể tuyên bố chiến thắng. Đó là lý do vì sao mà ngay từ đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đặng Tiểu Bình lặp đi lặp lại dạy cho Việt Nam một bài học không tham vọng một tấc đất nào của Việt Nam che giấu ý đồ thật sự. Một tác dụng khác nữa là để chấn an dư luận trong nước và thế giới và làm giảm quyết tâm bảo vệ đất nước của quân đội Việt Nam. Hy vọng một bộ phận nào đó nghe vậy sẽ an lòng, lơ là, chủ quan, giảm bớt ý chí quyết chiến họ lặp đi lặp lại điều này trước cuộc chiến và ngay trong cuộc chiến thì họ cũng vẫn tuyên truyền như thế để hạ bớt tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ việt nam đồng thời làm giảm thiểu sự phẫn nộ của dư luận quốc tế và sau cuộc chiến thì họ càng gia tăng tuyên truyền điều này để biện hộ bào chữa cho việc bại trận che giấu sự thật thua trận và giữ lại phần nào thể diện đặng tiểu bình và các mưu sĩ quân sư nghĩ ra tiểu xảo này là vì họ không tự tin sẽ chiến thắng trước việt nam một quốc gia vừa mới ban cho đại cường quốc hoa kỳ một thất bại chưa từng có trong lịch sử một quân đội vừa mới thần tốc đánh đổ chế độ diệt chủng pol pot với khí thế sấm chớp không kịp bưng tai quan điểm chiến lược không công khai của họ là cứ đánh dựa trên kết quả và tình hình thế nào rồi sẽ tính nếu tình hình chiến cuộc thuận lợi thì họ sẽ tuyên bố thay đổi kế hoạch cho phù hợp với tình hình mới và sẽ có hàng chục lý do danh nghĩa chiêu bài chính trị khác ra đời nếu tình hình bất lợi thì rút quân về tàn phá những vùng tạm chiếm phá hủy cơ sở hạ tầng cướp bóc tài sản nhân dân và cướp được tất đất nào hay tất đất đó giữ được nhiều đất đai càng tốt đó chính là lý do sau cuộc chiến Trung Quốc vẫn giữ một số địa điểm mà Việt Nam phải đánh vào trong những trận đụng độ lẻ tẻ sau này mới giành lại được. Về phía Liên Xô, nguy cơ bị cô lập về ngoại giao sau khi quan hệ Trung Quốc Hoa Kỳ trở nên nồng ấm khiến họ phải tìm cách tăng cường quan hệ đối với ta. Viện trợ kinh tế của Liên Xô cho Việt Nam tăng đều từ năm 1975 đến năm 1979. Viện trợ quân sự cũng tăng mạnh do sự kiện xung đột Việt Nam Campuchia mục tiêu của Trung Quốc. Tuyên bố chiến tranh của bọn bành trướng Trung Quốc nói rằng đây là cuộc chiến quân Trung Quốc phản kích tự vệ chống lại các cuộc khiêu kích của Việt Nam. Phát ngôn viên của Tân Hoa Xã nói, các lực lượng biên phòng Trung Quốc đã hành động khi tình hình trở nên không thể chấp nhận được và không còn lựa chọn nào khác. Chúng tôi không muốn một tấc đất nào của Việt Nam, cái chúng tôi muốn là một đường biên giới ổn định và hòa bình. Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, Trung Quốc muốn đánh xem tình hình thế nào nếu chiếm được thủ đô Hà Nội thì sẽ đóng chiếm lâu dài ở miền Bắc Việt Nam và trước đó họ đã dự tính trước khả năng này nên đã thủ sẵn con bài Hoàng Văn Hoan và các chiêu bài chính trị, những con bài chính trị cần thiết và thực tế sau này đã cho thấy họ có tham vọng đất đai, do đó những gì mà họ tuyên bố, tuyên truyền chỉ là dối trá. Trước cuộc xâm lược, tướng Dương Đắc Chí còn hung hăng nói với thuộc cấp và binh lính. Chúng ta sẽ ăn phở ở Hà Nội. Và nếu muốn thì chúng ta cũng thừa sức ăn phở ở Hà Nội buổi sáng, ở Huế buổi trưa và thành phố Hồ Chí Minh buổi chiều. Điều này càng cho thấy tham vọng của bọn phản động Trung Quốc. Nhiều nhà sử học phương Tây cho rằng cuộc chiến có những mục đích không rõ ràng do bọn bá quyền phương Bắc giấu kín, chỉ tuyên bố tuyên truyền những lời hay ý đẹp để giải thích cho dư luận trong nước chấn an dư luận quốc tế và để cho phía Việt Nam bị hoang mang không rõ ràng. Trong đó, theo họ, việc thấy rõ nhất là Trung Quốc muốn cứu nguy cho Campuchia dân chủ là một trong những chế độ độc tài tàn bạo nhất của thế kỷ 20. Theo nhà nghiên cứu chuyên gia quân sự, giáo sư người Úc, ca trên BBC, trong mắt Trung Quốc, Hà Nội đã quên ơn Bắc Kinh. Sau khi được giúp đỡ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thì quay sang bạc đãi cộng đồng người Hoa, quan hệ nồng ấm với Liên Xô mà khi đó Trung Quốc coi là kẻ thù. Rồi lại tấn công quân sự lật đổ đồng minh Campuchia dân chủ của Bắc Kinh. Bọn phản động phương Bắc không trinh phạt Việt Nam thì danh dự quốc thể, thương hiệu uy thế của Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng không tốt gần như họ xa vào cái thế phải đánh không đánh không xong bành trướng phương bắc mở cuộc nam trinh xua quân vào phương nam vì việt nam dám thách thức uy quyền tầm vóc vị thế địa vị và tầm ảnh hưởng của trung quốc trên bán đảo đông dương nói riêng và châu á nói chung bên cạnh việc xâm lấn việt nam để bình định vùng biên giới sau nhiều năm căng thẳng với các xung đột ngày càng nhiều ngày càng lớn bọn họ phải hành động để chứng tỏ uy tín của mình trong việc bảo vệ đồng minh Campuchia dân chủ và để chứng minh họ không thua Liên Xô. Theo Trung tướng Lưu Á Châu của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, chính ủy Đại học Quốc phòng Trung Quốc, giáo sư thỉnh giảng của Đại học Stanford ở Mỹ mà dịch giả Vũ Hồng Ngự và Nguyễn Hải Hoành dịch lại một số bài viết bài nói của ông và đăng trên tuần việt nam và tạp chí hồn việt thì cuộc chiến này của đồng chí đặng tiểu bình là đánh để hai người xem một là đảng cộng sản trung quốc hai là người mỹ và vừa rồi tôi nói gây ra cuộc chiến tranh này vì người mỹ chính là trả hận cho người mỹ có bằng chứng không có đấy ngày hôm trước rời nhà trắng thì ngày hôm sau Đặng Tiểu Bình bắt đầu đánh Việt Nam, vì sao có thể giúp Mỹ Hà dẫn? Bởi vì người Mỹ vừa tháo chạy nhục nhã khỏi Việt Nam, chúng ta sao lại giúp người Mỹ Hà dẫn? Thực ra không phải vì Mỹ mà là vì chúng ta, vì cải cách mở cửa. Trung Quốc không thể cải cách mở cửa mà không có viện trợ của các nước phương Tây, đứng đầu là Mỹ. Nhờ cuộc chiến này, Mỹ đã ồ ạt viện trợ kinh tế, kỹ thuật, khoa học kỹ thuật và cả viện trợ quân sự tiền vốn cho Trung Quốc. Cuộc chiến này đem lại cho Trung Quốc những gì? Đó là một lượng lớn thời gian, tiền bạc và kỹ thuật. Nhờ những yếu tố này, Trung Quốc tiếp tục đứng vững sau khi Liên Xô sụp đổ. Đây là thành công vĩ đại, thậm chí có thể nói bước đi đầu tiên của cải cách mở cửa Trung Quốc chính từ cuộc chiến tranh này. Đối với Việt Nam, cuộc chiến là một phần trong kế hoạch bành trướng Nam Sâm của bọn bá quyền phương Bắc, noi gương bọn phong kiến phương Bắc. Theo phân tích của giới quân sự và các chuyên gia Việt Nam, mục tiêu chính của Trung Quốc trong hành động quân sự lần này gồm Nhanh chóng chiếm đóng vùng biên giới Việt Trung, đặc biệt là các thị xã trọng yếu, Lạng Sơn, chốt chặt quốc lộ 1A của Việt Nam Trung Quốc, Cao Bằng và Lào Cai, vùng chiếm đóng dự kiến với bề sâu chừng vài chục km sẽ được trung quốc sử dụng làm bàn đạp cho các cuộc tấn công vào sâu nội địa việt nam tiêu hao lực lượng chủ lực làm suy yếu khả năng phòng ngự của việt nam bằng cách quét sạch các đồn biên phòng tiêu diệt một phần lực lượng quân địa phương và các đơn vị vũ trang độc lập khác hủy diệt cơ sở hạ tầng và nền kinh tế ở các vùng chiếm đóng để đưa nền kinh tế việt nam tới chỗ kiệt quệ sụp đổ Tương quan lực lượng tham chiến. Để tấn công Việt Nam, Trung Quốc sử dụng 9 quân đoàn chủ lực và 32 sư đoàn bộ binh, 6 trung đoàn xe tăng, 4 sư đoàn và nhiều trung đoàn pháo binh, phòng không. Lực lượng được huy động khoảng trên 40 vạn binh sĩ, 550 xe tăng, 480 khẩu pháo, 1260 súng cối và dàn tên lửa. Dùng đại quân trực tiếp xâm lược từ phía Bắc. Giai đoạn chuẩn bị từ tháng 10 năm 1978 cho đến 15 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc cho quân báo, thám báo, trinh sát và cả một số điệp viên Hoa Nam cục do thám và thực hiện nhiều cuộc tấn công thăm dò vào các vị trí phòng thủ của Việt Nam nơi biên ải với mục đích thu thập thông tin về địa hình, địa thế, chiến hào, công sự phòng ngự, địa điểm đóng quân, hệ thống phòng thủ, vũ khí, khí cụ kỹ năng tác chiến cá nhân, sức chiến đấu tập thể của lực lượng biên phòng Việt Nam, đe dọa tâm lý và tinh thần quân lính Việt Nam và đánh lạc hướng khỏi mục tiêu chính của chiến dịch sắp tới. Những cuộc tấn công nhỏ lẻ tăng dần về quy mô và tần số khi lực lượng Trung Quốc tập trung tại biên giới ngày càng đông. Trung Quốc cắt đứt tuyến đường sát hữu nghị nối liền hai nước vào ngày 22 tháng 12 năm 1978 cuối tháng 1 năm 79, gần 20 sư đoàn chính quy của Trung Quốc, trên dưới 25 vạn quân, đã tập trung gần biên giới giáp danh Việt Nam. Hơn 700 máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, 1 phần 5 lực lượng không quân Trung Quốc, đã được đưa đến các sân bay gần biên giới, phối hợp với các lực lượng lục quân, chuẩn bị một chiến dịch tấn công tổng lực đại quy mô, xâm lược trực diện, xâm lược toàn diện các động thái leo thang này của Trung Quốc đã bị Việt Nam với tư cách là một thành viên trong Liên Hiệp Quốc lên án quyết liệt tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 11 tháng 2 năm 1979. Ngày 7 tháng 2, Bắc Kinh đưa ra thông cáo chính thức của Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phản đối việc quân đội Việt Nam tiến đánh Khmer Đỏ và đề nghị quốc tế dùng mọi biện pháp có thể để chấm dứt cuộc xâm lược dã man này. Về mặt ngoại giao, sau khi bang giao với Hoa Kỳ từ tháng 12 năm 1978, trong chuyến thăm Washington từ 28 đến 30 tháng 1, Đặng Tiểu Bình nhận được sự ủng hộ cần thiết của đồng minh mới Hoa Kỳ trong kế hoạch tấn công Việt Nam. Ngày 15 tháng 2 năm 1979, nhân dịp 29 năm Hiệp ước Trung Sô về vấn đề Mông Cổ và thời điểm kết thúc chính thức Hiệp ước Hợp tác Trung Sô các đại biểu nhân dân Trung Quốc tuyên bố chiến tranh với Việt Nam để cảnh cáo Liên Xô và cũng nhằm đề phòng bị Liên Xô thừa cơ xâm phạm biên giới, Trung Quốc đặt toàn bộ quân đội đóng dọc biên giới Trung Xô vào tình trạng báo động, đồng thời thiết lập một sở chỉ huy quân sự mới ở Tân Cương và di tản trên dưới 300.000 dân khỏi vùng biên giới giáp Liên Xô để đối phó lại việc trung quốc tập trung đại quân vào vũ khí hạng nặng tại biên giới cũng như việc các cuộc đột kích vũ trang ngày càng gia tăng việt nam tiến hành chuẩn bị công cuộc phòng thủ chuẩn bị các vị trí phòng ngự làm công tác tư tưởng chuẩn bị tinh thần cho chiến sĩ đồng bào sẵn sàng một khi chiến tranh xảy ra một số đơn vị quân đội ở miền nam việt nam được lệnh chuẩn bị ra bắc một số đơn vị quân đội đang ở campuchia được lệnh chuẩn bị tinh thần để khi có lệnh thì lập tức quay về bảo vệ đất nước. Do nhiều đơn vị chủ lực đều kẹt ở xa, quân đội chủ lực vẫn đang ở Campuchia đối phó với lực lượng tàn dư du kích Khmer Đỏ. Các lực lượng chủ lực ở miền Nam Việt Nam thì có đơn vị chưa xuất phát, có đơn vị chỉ đang trên đường bắc tiến nên lực lượng Việt Nam đương đầu với những cuộc tấn công đầu tiên của Trung Quốc chủ yếu là dân quân, tự vệ, tân binh, nữ binh, bạch đầu quân du kích địa phương lính biên phòng và bộ đội địa phương. Từ vài tháng trước khi chiến tranh nổ ra, Việt Nam đã lường trước và có những sự chuẩn bị cảnh giác đáng kể, do đó đã tiến hành huấn luyện và trang bị vũ khí hạng nhẹ cho dân quân tự vệ, dân phòng, lực lượng du kích xã ở các tỉnh biên giới. Tuy nhiên, do thiếu quân lại không ngờ Trung Quốc tấn công tổng lực bằng đại quân hùng hậu với lực lượng lớn như thế. Với số lượng quân sĩ lớn như thế, với tầm mức như thế cho nên, Việt Nam chỉ có một số đơn vị chủ lực tham gia chiến trận, nhất là các đơn vị phòng thủ Lạng Sơn. Nhưng ngay cả tại đây, lực lượng chủ yếu vẫn là dân quân tự vệ và quân địa phương. Việt Nam giữ 5 sư đoàn chủ lực ở tuyến sau, phòng tuyến thứ hai án ngữ để phòng ngự Trung Quốc tiến sâu về đồng bằng, hình thành một lớp phòng ngự đầu tiên bảo vệ thủ đô. Giai đoạn 1 5 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, lực lượng Trung Quốc khoảng 12 vạn quân bắt đầu tiến vào Việt Nam trên toàn tuyến biên giới, mở đầu là pháo binh, tiếp theo là xe tăng và bộ binh. Cánh phía đông có sở chỉ huy tiền phương đặt tại Nam Ninh và mục tiêu chính là Lạng Sơn. Có hai hướng tiến song song, hướng thứ nhất do quân đoàn 42A dẫn đầu từ Long Châu đánh vào Đồng Đăng, nhằm làm bàn đạp đánh Lạng Sơn, hướng thứ hai do quân đoàn 41A dẫn đầu từ tĩnh Tây và Long Châu tiến vào Cao Bằng và Đông Khê. Ngoài ra, còn có quân đoàn 55A tiến từ Phòng Thành vào Móng Cái. Cánh phía Tây có sở chỉ huy tiền phương đặt tại Mông Tự, có 3 hướng tiến công chính. Hướng thứ nhất do các quân đoàn 13A và 11A dẫn đầu đánh vào thị xã Lào Cai. Hướng thứ hai từ Văn Sơn đánh vào Hà Giang. Hướng thứ ba do sư đoàn 42D của quân đoàn 14A dẫn đầu đánh từ Kim Bình vào Lai Châu. Trung Quốc tấn công vào tổng cộng 26 địa điểm của Việt Nam, những khu vực bị tấn công dữ dội nhất từ đợt tấn công đầu tiên này là Lào Cai, Mường Khương, Cao Bằng, Lạng Sơn và Móng Cái. Tất cả các hướng tấn công đều có hàng hàng lớp lớp xe tăng, pháo binh hỗ trợ. Quân Trung Quốc vừa chiếm ưu thế về lực lượng, lại chủ động về thời gian tiến công, lại còn có lực lượng thứ năm gồm một bộ phận Hoa kiều và người Việt gốc Hoa cải cắm từ lâu trên đất Việt. Tuy nhiên, cũng có nhiều người Hoa, người gốc Hoa, người Minh Hương đứng về phía Việt Nam chống lại bọn gây chiến xâm lược Bắc Kinh và chủ nghĩa bá quyền. Từ đêm 16 tháng 2, các tổ thám bão Trung Quốc đã mang theo bộc phá luồn sâu vào nội địa Việt Nam, móc nối với lực lượng thứ năm lập thành các toán vũ trang phục sẵn các ngã ba đường bờ suối, các cây cầu để ngăn chặn quân tiếp viện của Việt Nam từ phía sau lên. Trước giờ nổ súng, các lực lượng này đã bí mật cắt các đường dây điện thoại để cô lập sở chỉ huy sư đoàn với các chốt, các trận địa pháo. Cuộc chiến tranh xâm lược này đã được hoạch định chu đáo và tỉ mỉ Trung Quốc muốn đem 5.000 năm truyền thống văn hóa vào cuộc chiến, đem từ tôn tử binh pháp của Tôn Vũ Long Trung, quyết sách của Khổng Minh, tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, luận trì cửu chiến của Mao Trạch Đông, đến những kinh nghiệm bài học xương máu trong chiến tranh Trung Nhật, nội chiến Trung Quốc và chiến tranh Triều Tiên vào cuộc chiến, đem kinh nghiệm từ 5.000 năm lịch sử vào trong cuộc chiến. Hùng hổ, hung hãn, xua quân tấn công khắp nơi, kéo quân đánh mạnh vào những trọng điểm phòng ngự, thế tiến quân như trẻ tre trong thời gian đầu. Nhưng quân tàu nhanh chóng bị hụt hẫng và phải chững lại, phải giảm tốc độ do gặp nhiều trở ngại về địa hình, phong thổ, khí hậu. Họ gặp khó khăn vì địa lý rừng núi hiểm trở của Việt Nam và chịu nhiều bệnh tật từ thiên nhiên, vi khuẩn. Điều mà hơn 30 vạn quân Pháp và gần 60 vạn quân Mỹ đã nếm trải cách đây không lâu và hệ thống hậu cần lạc hậu của họ cũng làm cho địa lý hiểm trở, kiên cố, thiên nhiên ưu đãi của Việt Nam càng phát huy tác dụng. Hệ thống phòng thủ của Việt Nam dọc theo biên giới rất mạnh với các hầm hào hang động tại các điểm cao dọc biên giới do lực lượng quân sự có trang bị và huấn luyện tốt chấn giữ. Kết quả là Trung Quốc phải chịu thương vong lớn trong ngày đầu của cuộc chiến, chiến thuật dùng biển lửa, biển người và tiền pháo hậu sung của giặc đã gây không ít khó khăn cho ta. Họ tiến được vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam hơn 10 dặm và cướp phá một số thị trấn. Chiến sự ác liệt nhất diễn ra tại các vùng Bát Sát, Mường Khương ở Tây Bắc và Đồng Đăng, cửa khẩu Hữu Nghị, Thông Nông ở Đông Bắc. Quân Trung Quốc cũng vượt sông Hồng và đánh mạnh về phía Lào Cai. Việt Nam dùng chiến thuật phòng ngự mềm dẻo, đánh tiêu hao, từng bước làm hao mòn sinh lực địch cong nhưng không gãy phát huy cao độ nghệ thuật chiến tranh du kích và hiệu quả chiến tranh nhân dân tận dụng địa thế hiểm trở ưu thế về địa lợi nhân hòa phong thổ khắc nghiệt với quân thù mà thường xuyên tổ chức mai phục đặt phục binh phục kích đánh lén đánh úp đánh tập hậu tận dụng yếu tố bất ngờ thoát ẩn thoát hiện có nơi vừa đánh vừa lui chiến thuật nhử địch vào sâu vào hiểm địa có nơi giữ được chút nào hay chút nấy cố gắng tiêu hao sinh lực địch từng bước dụ địch vào sâu câu giờ hoãn binh chờ các đơn vị chủ lực từ phía nam quay về trợ chiến cùng nhau tung một mẻ lưới phá giặc trong một trận quyết chiến chiến lược lớn và thừa thế mở rộng tổng phản công truy kích địch với sức của năm sư đoàn hàng rào sẽ đổi vai trò từ thủ sang công và với khí thế và sức mạnh của các đơn vị chính quy từ miền nam sẽ phá tan giặc và đuổi giặc về nước đó là chiến lược cơ bản của việt nam nhưng trung quốc cũng đáo để trong chiến cuộc họ đã nảy sinh nghi ngờ nên họ liên tục tuyên truyền rằng đây là cuộc chiến tranh giới hạn chừa cho mình một con đường lui chừa cho mình một cái thang để hạ xuống và khi đánh hơi thấy gì không đúng thì sẽ rút lui ngay trong hai ngày 18 và 19 tháng 2, chiến sự lan rộng hơn, quân ta kháng cự anh dũng và với tinh thần chiến đấu cao độ, quân giặc hầu như không thể sử dụng lực lượng ở mức độ sư đoàn mà phải dùng đội hình nhỏ và thay đổi chiến thuật. Họ tiến chậm chạp, giành giật từng đường hầm, từng điểm cao và tiến vào Mường Khương, Trùng Khánh và Đồng Đăng. Tại Móng Cái, ta và địch rằng giật dai dẳng, ít nhất 4.000 lính Trung Quốc bỏ xác trong hai ngày đầu. Sau hai ngày chiến tranh, quân cướp nước đã vào được 11 làng mạc và thị trấn sau khi bị chống trả ác liệt. Nhưng họ cũng không thể sử dụng được nhiều tài nguyên trong những vùng tạm chiếm. Họ không thể lấy chiến tranh nuôi chiến tranh vì gặp khó khăn trước mẹo vườn không nhà trống của quân dân biên giới. Quân tàu dùng chiến thuật biển người và tiền pháo hậu sung bao vây đồng đăng. Thị trấn có vị trí then chốt trên đường biên giới Trung Việt. Trận chiến tại Đồng Đăng bắt đầu ngay từ ngày 17 và là trận chiến ác liệt nhất. Đây là trận địa phòng thủ của trung đoàn 12 Tây Sơn, sư đoàn 3 Sao Vàng. Đầy quân công chiến tích tấn công vào Đồng Đăng là hai sư đoàn bộ binh, một trung đoàn xe tăng và chi viện của 6 trung đoàn pháo binh Trung Quốc. Cụm điểm thâm mô pháo đài 339 tạo thế chân kiềng bảo vệ phía Tây Nam thị xã Đồng Đăng do lực lượng của hai tiểu đoàn 46, Trung đoàn 12 chấn giữ, bị Trung Quốc bao vây và tấn công dồn dập ngay từ đầu với lực lượng cấp sư đoàn. Đây là địa điểm then chốt nên lực lượng phòng thủ đã chiến đấu đến những người cuối cùng. Viện binh bị quân Trung Quốc dự liệu trước nên dàn quân khắp nơi án ngữ, ngăn chặn. Đồng đăng trụ được đến ngày 22, ngày cuối cùng tại pháo đài, nơi có hệ thống phòng thủ kiên cố nhất. Địch liên tục bắc loa kêu gọi đầu hàng hù dọa, dụ dỗ nhưng quân ta kiên quyết chống trả tới hơi thở cuối cùng, giọt máu cuối cùng. Quân Trung Quốc chở bộc phá tới, đánh sập cửa chính, dùng súng phun lửa, thả lựu đạn, dùng vũ khí hóa học thu được từ phát xít Nhật và quân tưởng dưới thạch trước đây, bắn vào các lỗ thông hơi, làm thiệt mạng cả những thương bệnh binh, cũng như dân quanh vùng đến lánh nạn. Ngày 19 tháng 2, Đặng Tiểu Bình kiên trì với kế sách cũ, cố ý đi gặp giới ngoại giao Argentina và tuyên bố đây chỉ là cuộc chiến tranh hạn chế để chấn an dư luận. Muốn Việt Nam bị hoang mang và chừa một đường lui, giữ một chiếc thang để xèo xuống. Cùng ngày, Liên Xô viện trợ gấp một số vũ khí khí tài cho Việt Nam qua cảng Hải Phòng, đồng thời dùng máy bay vận tải chuyển một số sư đoàn chủ lực của Việt Nam từ Campuchia về. Đến 21 tháng 2, Trung Quốc tăng cường thêm hai sư đoàn và tiếp tục tấn công mạnh hơn nữa. Ngày 22, các thị xã Lào Cai và Cao Bằng bị chiếm. Quân Trung Quốc tấn công thêm một số vùng tại Hà Tuyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Chiến sự lan rộng tới các khu đô thị ven biển ở Móng Cái về phía Việt Nam cùng lúc với việc triển khai phòng ngự quyết liệt, khoảng từ 3 đến 5 sư đoàn, gồm khoảng 3 vạn quân cũng được giữ lại để thành lập một tuyến phòng ngự cánh cung từ Yên Bái tới Quảng Yên với nhiệm vụ bảo vệ Hà Nội Hải Phòng. Ngày 23 tháng 2, Đặng Tiểu Bình thấy quân đội và vũ khí bị tổn thất quá nhiều, tình hình có vẻ không ổn, liền nhắc lại tuyên bố về cuộc chiến tranh hạn chế và nói tùy theo tình hình có thể rút quân trong vòng 10 ngày hoặc hơn. Tuyên bố nước đôi, ba phải hủy vốn này được xem là thông điệp nhằm ngăn Liên Xô tăng cường áp lực quân sự ở biên giới Trung Xô, xoa dịu dư luận trong và ngoài nước, gây khó hiểu cho Việt Nam, làm giảm tinh thần chiến đấu của Việt Nam và chừa một con đường lui giữ lại quốc thể khi thua trận. Trong khi đó, một tuần dương hạm Sverdlov và khu trục hạm Krivak của Liên Xô đã rời cảng từ ngày 21 tiến về phía vùng biển Việt Nam Liên Xô cũng đã bắt đầu dùng máy bay giúp Việt Nam chở quân lính và vũ khí ra Bắc. Hai chuyến bay đặc biệt của Liên Xô và Bulgaria chở vũ khí khí tài bay tới Hà Nội, một phái đoàn quân sự của Liên Xô cũng bay tới Hà Nội. Ngày 26 tháng 2, thêm nhiều quân Trung Quốc tập trung quanh khu vực Lạng Sơn chuẩn bị cho trận chiến đánh chiếm thị xã này. Ngày 25 tháng 2 tại Mai Sảo, quân đoàn 14 thuộc quân khu 1, quân đội nhân dân Việt Nam cùng bộ chỉ huy thống nhất Lạng Sơn được thành lập. Lực lượng bao gồm các sư đoàn 3, 327, 338, 337 đang từ quân khu 4 ra và sau này có thêm sư đoàn 347 cùng các đơn vị trực thuộc khác. Trong giai đoạn đầu đến ngày 28 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc đánh chiếm các thị xã Lào Cai, Cao Bằng và một số thị trấn. Các cơ sở vật chất kinh tế ở những nơi này bị phá hủy triệt để. Tuy nhiên do vấp phải phòng ngự hiệu quả của Việt Nam cũng như có chiến thuật lạc hậu so với phía Việt Nam nên quân Trung Quốc tiến rất chậm và bị thiệt hại nặng nề. Quân đội nhân dân Việt Nam còn mở cuộc tấn công khá sâu vào lãnh thổ Trung Quốc, đánh thẳng vào hai thị trấn biên giới Ninh Minh thuộc tỉnh Quảng Tây và Malipo thuộc tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Giai đoạn 2. Giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 27 tháng 2. Đây là giai đoạn bộc lộ sự gian dối, cháo trở và dã tâm xâm lược của Trung Quốc. Chiến sự tập trung tại Lạng Sơn, tuy giao tranh tại Lào Cai, Cao Bằng và Móng Cái vẫn tiếp diễn. Trận đánh chiếm thị xã Lạng Sơn bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng cùng ngày. Trung Quốc điều tới đây thêm hai sư đoàn từ Đồng Đăng và Lộc Bình, phía đông nam Lạng Sơn. Áp dụng chính sách hai mặt, Trung Quốc tiếp tục điều quân từ Trung Quốc sang Việt Nam để tăng viện, trợ lực, tiếp chiến. Điều này đã cho thấy những lời hứa hẹn về cuộc chiến giới hạn có thể sẽ rút quân chỉ là dối trá. Một mặt, họ tuyên bố đây là cuộc chiến giới hạn, mặt khác, họ điều thêm quân, họ vừa tuyên bố có thể sẽ rút quân, vừa tăng cường thêm quân mới, thay vì giữ lời rút quân về sau giai đoạn 1 thì họ tiếp tục giai đoạn 2 và tăng cường bổ sung thêm đông đảo viện binh tại Lạng Sơn, các sư đoàn 3, 337 của quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức phòng thủ chu đáo và đánh trả mãnh liệt trước các đợt tấn công lớn của quân xâm lược. Từ ngày mùng 2 tháng 3, sư đoàn 337 trụ tại khu vực cầu Khánh Khê, một mình sư đoàn 3 quân đội nhân dân Việt Nam chống lại ba sư đoàn bộ binh 160, 161, 129 cùng nhiều tăng pháo của Trung Quốc vốn đang tấn công trên một chiều dài 20 km từ xã Hồng Phong huyện Văn Lãng đến xã Cao Lâu huyện Cao Lộc. Suốt ngày 27 cùng tháng, ở hướng Cao Lộc, Sư đoàn 129 Trung Quốc không phá nổi trận địa phòng thủ của Trung đoàn 141. Ở hướng đường 1B, Sư đoàn 141 Trung Quốc bị Trung đoàn 12 Quân đội Nhân dân Việt Nam kìm chân. Ở hướng đường 1A, một mình Trung đoàn 2 Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa chặn đánh Sư đoàn 160 từ phía Bắc vừa chống lại cánh quân sư đoàn 161 từ hướng Tây Bắc bất ngờ đánh thọc sang hông, một mình chống cự lại hai cánh quân của giặc chia quân ập vào hai bên hông bên sườn của mình. 14 giờ ngày hôm đó, một tiểu đoàn giặc bí mật luồn qua phía sau, bất ngờ đánh tập hậu và chiếm được cao điểm 800 nơi đặt đài quan sát pháo binh của sư đoàn 3 sao vàng. Mất điểm cao 800, thế trận phòng ngự của ta ở phía Tây đường 1A từ cốc chủ đến điểm cao 417 bị chọc thủng. Tuy chiếm được điểm cao 800 và tam lung, nhưng trong suốt các ngày từ 28 tháng 2 đến mùng 2 tháng 3, quân xâm lược vẫn không vượt qua được đoạn đường 4 km để vào thị xã Lạng Sơn, dù đã dùng cho hướng tấn công này tới 5 sư đoàn bộ binh để đánh ập vào, đúng như lời Đặng Tiểu Bình nói, năm đánh một mà vẫn không vượt qua nổi sau nhiều trận đánh đẫm máu giành giật các điểm cao quanh lạng sơn mà trong đó có những trận phòng thủ quân đội nhân dân việt nam bắn hết viên đạn cuối cùng đánh tới người lính cuối cùng quyết chiến liều mạng chết chung với giặc có những lần giặc ném lựu đạn vào chưa kịp nổ thì quân ta đã nhanh tay cầm lựu đạn ném trả lại có những lúc những chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam anh hùng đã rút chốt lựu đạn lao vào cùng chết với giặc trong những trận giáp chiến lá cả Quân Trung Quốc bắt đầu bao vây thị xã Lạng Sơn ngày mùng 2 tháng 3, sử dụng thêm sư đoàn 162 dự bị chiến dịch của quân đoàn 54 và dùng 6 sư đoàn tấn công đồng loạt trên nhiều hướng. Chiều ngày mùng 4, một cánh quân Trung Quốc vượt sông Kỳ Cùng, chiếm cao điểm 340 và vào tới thị xã Lạng Sơn. Một cánh quân khác của sư đoàn 128 Trung Quốc cũng chiếm sân bay Mai Pha, cao điểm 391 ở phía tây nam thị xã. Đến đây, phía Việt Nam đã điều các sư đoàn chủ lực có xe tăng, pháo binh, không quân, hỗ trợ áp sát mặt trận, chuẩn bị phản công giải phóng các khu vực bị chiếm đóng. Quân đoàn 14 với các sư đoàn 337, 327, 338 hầu như còn nguyên vẹn đang bố trí quân quanh thị xã Lạng Sơn. Quân đoàn 2, chủ lực của quân đội nhân dân Việt Nam đã tập kết sau lưng quân đoàn 14. Lui quân về nước sau khi thấy các lực lượng chủ lực của Việt Nam đã đến nơi và các lực lượng chính quy khác cũng đang ầm ầm kéo quân ra Bắc, cộng với kết quả thương vong tổn thất to lớn của Trung Quốc, ngày 5 tháng 3 năm 1979, Đặng Tiểu Bình tuyên bố đã hoàn thành mục tiêu chiến tranh, chiến thắng và bắt đầu rút lui. Cũng ngày 5 tháng 3 năm 1979, Việt Nam ra lệnh tổng động viên toàn quốc. Mặc dù Trung Quốc tuyên bố rút quân, chiến sự vẫn tiếp diễn ở một số nơi. Việt Nam bí mật điều động Sư đoàn 338 mai phục ở ngã Chi Mã. Ngày 7 tháng 3 nói với Trung Quốc rằng để thể hiện thiện chí hòa bình, Việt Nam cho phép Trung Quốc rút quân. Nhưng sau đó bất ngờ cho Sư đoàn 337 truy kích, ý muốn đánh đuổi và đẩy quân Trung Quốc vào địa điểm đã có phục binh. Sư đoàn 337 của Việt Nam vốn đã tham chiến từ ngày 2 tháng 3 tại khu vực cầu Khánh Khê ở Lạng Sơn, tiếp viện cho các đơn vị đang chặn đánh quân Trung Quốc. Sư đoàn này đến nơi quá muộn để thay đổi cục diện trận đánh tại Lạng Sơn. Và do thời gian phối hợp không ăn ý giữa hai sư đoàn 337-338 và với sự đề phòng từ trước của Trung Quốc, phục binh bị phát hiện sớm, giặc chưa vào sâu trận địa mai phục. Cuộc truy kích và phục kích đã không đem lại kết quả đại thắng như mong đợi. Nhưng hai sư đoàn này cũng tổ chức phản kích đánh vào quân xâm lược đang tháo lui qua ngả Chi Mã và gây tổn thương lớn cho giặc. Đầu tiên là sư đoàn 338 tuy bị phát hiện nhưng vẫn chặn đánh quân xâm lược, sau đó sư đoàn 337 đến muộn nhưng vẫn tận lực trợ chiến. Hai lực lượng đã hiệp đồng tác chiến một cách hiệu quả, gây thiệt hại nặng cho quân cướp nước. Sau trận này, tướng Hứa Thế Hữu nói: "Người Việt Nam quả thật gian trá." Ngày 18 tháng 3 năm 1979, người lính Trung Quốc cuối cùng ôm vết thương thể xác và tinh thần rời khỏi Việt Nam. Việt Nam đã thành công gây tổn thất nặng cho quân giặc cả về quân đội và vũ khí, nhân mạng và khí tài và đánh lui, đẩy lùi quân giặc khỏi bờ cõi, bảo vệ thắng lợi miền Bắc và biên giới phía Bắc, viết thêm một trang sử hào hùng trong lịch sử chống ngoại xâm, chống Bắc xâm của dân tộc. Đối với người dân Campuchia, quân đội nhân dân Việt Nam được coi là đội quân nhà Phật. Nhưng đối với giặc Nam, giặc Bắc thì các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã chiến đấu anh dũng không kém tổ tiên, không thẹn với tiền nhân, không hổ danh với ông cha anh hùng và xứng danh anh bộ đội cụ hồ. Theo truyền thống, ăn không nói có, đổi trắng thay đen, gấp lửa bỏ tay người, vừa ăn cướp vừa la làng, bóp méo xuyên tạc, vân vân. Trung Quốc giáo diết tuyên truyền, bêu xấu, kể tội Việt Nam trong binh lính và dân chúng của họ, biện minh, lấp liếm bản chất phi nghĩa của cuộc chiến và rêu rao về chính nghĩa của họ trong cuộc chiến thảo phạt tấn công Việt Nam. Ngay từ trước khi quân Trung Quốc vượt biên giới đánh vào Việt Nam, Trung Quốc đã xuyên tạc tố cáo Việt Nam là khiêu khích, gây hấn khắp vùng biên giới. Theo bịa đặt của Trung Quốc, quân Việt Nam đã tiến hành 1.100 vụ xâm nhập biên thủy. Trong khi sự thật là lính biên phòng Trung Quốc khiêu khích hàng ngày thường xuyên nổ súng về phía Nam. Sự gây sự này của Trung Quốc làm cho tình hình biên cương luôn căng thẳng và những vụ đấu súng tại biên giới giữa hai bên cũng tăng lên từ khoảng 100 vụ năm 1974 lên tới 900 vụ năm 1976 việc Trung Quốc đi đêm với Kissinger dùng vũ lực chiếm Hoàng Sa năm 1974 cũng như việc Việt Nam đưa quân giải phóng Trường Sa từ tay Mỹ cũng có phần khiến cho Trung Quốc bức xúc cay cú. Trung Quốc nhồi sọ người dân và đánh lừa dư luận thế giới rằng đây là cuộc chiến phản công phản kích tự vệ chống Việt Nam là để bảo vệ lãnh thổ quốc gia rằng chiến dịch quân sự này được tiến hành để trừng phạt trừng trị nhà cầm quyền Việt Nam cụ thể là bè lũ Lê Duẩn và rằng quân đội cần giành được sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam chiến dịch vận động lôi kéo dụ dỗ mua chuộc của Trung Quốc có kết quả với dân chúng và cán bộ Trung Quốc tại vùng biên khiến họ có thể huy động hàng chục vạn dân công tham gia vào các hoạt động bảo đảm an ninh và tiếp tế cho quân đội đối với dân thường ở Việt Nam Trung Quốc bỏ ra nhiều công sức tuyên truyền lôi kéo người dân vùng biên, đặc biệt là với các dân tộc thiểu số sống vắt qua biên giới hai nước như Tây Nùng, ở Trung Quốc gọi là dân tộc Choang, Giao, Hơ Mông và các nhóm người thiểu số gốc hoa, móc nối liên lạc, sắp đặt, an bài kế hoạch với bọn thám báo, gián điệp, nằm vùng đã được Trung Quốc cài cắm sẵn, len lỏi trong dân. Kết quả là trong ngày đầu của cuộc chiến, có nơi quân Trung Quốc đã được dẫn vòng qua đồn biên phòng tiến sâu vào đất Việt Nam mà không bị phát hiện, phục vụ công tác mua chuộc, dụ dỗ, lừa gạt dân chúng tại các khu vực chiến sự. Trung Quốc còn thành lập các đơn vị đặc biệt mà nhiệm vụ chủ yếu là tổ chức cũng như kiểm tra hoạt động của các đội dân vận trong tất cả các đơn vị quân. Theo đó, quân Trung Quốc tiến sang Việt Nam phải kỷ luật, phải giảm tối thiểu những hành động gây xáo trộn, phiền hà đến dân chúng, tôn trọng phong tục tập quán, tài sản, cung cấp gạo, muối, dầu thắp, thuốc chữa bệnh cho dân cư bản địa. Chính sách mị dân thâm độc này được một số đơn vị Trung Quốc ở Lào Cai thực hiện. Theo sử gia Edward ở đầu, đơn vị 5601 một trung đoàn bộ binh của Sư đoàn 149 Quân đoàn 13 Quân khu Thành Đô tại Lào Cai và đơn vị 33762 một trung đoàn thuộc quân khu Vũ Hán đã thực hiện rất thành công chính sách mị dân này, thành công dối gạt đánh lừa được một bộ phận cư dân, đặc biệt các dân tộc ít người. Tuy nhiên sau khi thua trận, trung quốc không còn nhu cầu mị dân nữa thì họ không còn dùng đạo quân thứ năm để lung lạc nhân tâm chấn an dân chúng mà họ cay cú cáu tiết chuyển sang phá hoại toàn bộ trên đường về nước họ đã thực hiện nhiều hành động giết dân làng đốt phá cướp đoạt gia súc vô kỷ luật không khác gì một đám sơn tặc mã tặc quân phỉ quân phiệt ngoài việc cướp bóc vô kỷ luật thì quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã phá hủy các cơ sở hạ tầng, các công trình xây dựng một cách có hệ thống với mục đích đánh vào nền kinh tế đang lao đao khủng hoảng của Việt Nam. Hầu hết các thị xã thị trấn mà Trung Quốc chiếm được đều bị phá hủy một cách có hệ thống. Tại thị xã Cao Bằng, quân Trung Quốc dùng thuốc nổ phá sập bất cứ công trình gì từ công sở đến bưu điện, từ bệnh viện đến trường học, từ chợ đến cầu. Tại Đồng Đăng Quân lính Trung Quốc hiện rõ nguyên hình là một bọn phỉ quân, lưu manh, côn đồ, cướp cạn. Khi họ lấy đi tất cả những gì có thể mang theo, từ xe đạp cho đến thanh dây tàu hỏa, những gì không mang được đều bị đập phá theo tư tưởng ăn không được thì đạp đổ. Tại thị xã Cam Đường, trên bờ sông Hồng cách biên giới khoảng 10 km, ngoài việc phá hủy thị xã, quân Trung Quốc còn cho đốt cả mỏ apatit, cướp tài nguyên không được thì phá tài nguyên giáo sư sử học ơ đầu tổng kết là chính sách mị dân của quân đội trung quốc và đạo quân thứ năm của họ đã không thành công đối với quân và dân việt nam ông lý giải rằng người việt nam rất yêu nước thấm nhuần tư tưởng chính trị giỏi chịu đựng không dễ bị lung lạc ngoài ra những hành động tàn phá giết chóc dân thường cũng như ngược đãi tù binh của quân trung quốc đã gây hại cho nỗ lực mị dân của họ những hoạt động này một phần là do lính trung quốc sang việt nam bị sốc vì sự khốc liệt sức kháng cự của quân đội việt nam cũng như sự bất hợp tác xa lánh chống đối của dân bản xứ một phần nằm trong các phá hoại có kế hoạch và tổ chức ví dụ như tại thị xã lạng sơn hoạt động lôi kéo người thiểu số tại biên giới của trung quốc cũng không đạt được kết quả mong đợi khi quân trung quốc từ quân khu vân nam rút về nước tất cả những điệp viên và quân du kích người thiểu số, các nhóm đạo quân thứ năm mà họ xây dựng đều bị an ninh Việt Nam bắt giữ. Chiến tranh tâm lý của Trung Quốc với các lực lượng phòng thủ của Việt Nam cũng thất bại thảm hại. Trong suốt cuộc chiến, tất cả các đơn vị của Việt Nam đều đánh trả quyết liệt quân Trung Quốc xâm lược. Quân Trung Quốc cuối cùng cũng hiểu rằng, ngoài việc sử dụng sức mạnh quân sự thuần túy, họ không có khả năng giành thắng lợi trong chiến tranh tuyên truyền chính trị phản ứng quốc tế trong cuộc chiến ngay sau khi trung quốc bắt đầu xâm lăng việt nam hoa kỳ tuyên bố rằng ta đây trung lập kêu gọi chung chung phát biểu nước đôi ba phải áp dụng tiêu chuẩn kép chơi trò hai mặt họ thường xuyên kêu gào về sự rút quân lập tức của việt nam khỏi campuchia và trung quốc khỏi việt nam ngụ ý ám chỉ rằng việc Trung Quốc xâm lược Việt Nam là sự tiếp nối của việc Việt Nam xâm lược Campuchia. Họ đánh cháo khái niệm, đánh đồng bản chất hai cuộc chiến tranh vàng thau lẫn lộn, xuyên tạc, bóp méo. Theo giáo sư sử học Nayan Chanda và nhiều trí thức chuyên gia, nhà nghiên cứu khác, thì Hoa Kỳ chính là quốc gia duy nhất trên thế giới gần như ủng hộ công khai cuộc xâm lược Việt Nam của Trung Quốc trái với lời lên án việc Việt Nam tiến đánh Khơ Me Đỏ là một mối đe dọa cho hòa bình và ổn định. Tuyên bố của Mỹ về cuộc xâm lăng của Trung Quốc có hàm ý bào chữa rằng việc Trung Quốc tấn công Việt Nam là kết quả của việc Việt Nam xâm lược Campuchia. Việt Nam giáng chịu, Việt Nam gieo gió gặt bão. Ngoài Hoa Kỳ thì đa số các quốc gia trên thế giới đều phản đối mạnh mẽ hành động thô bạo của Trung Quốc sự cô lập này đã ảnh hưởng khá lớn tới chính sách ngoại giao bước đầu mở cửa của Bắc Kinh khi đó. Ngày 18 tháng 2 năm 1979, Liên Xô viện dẫn hiệp định ký với Việt Nam kêu gọi Trung Quốc ngừng trước khi quá muộn và yêu cầu Trung Quốc rút quân lập tức và toàn bộ. Trong thời gian xảy ra cuộc chiến, Liên Xô đã lên án cuộc tấn công của Trung Quốc là hành động man dợ bất chấp đạo lý của kẻ cướp đòi Trung Quốc lập tức chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược này và cảnh cáo Trung Quốc về lòng trung thành của Liên Xô đối với hiệp ước quân sự Xô Viết. Ngoài những tuyên bố mạnh mẽ và đanh thép, Liên Xô không có hành động trợ giúp quân sự nào đáng nói mà chỉ hỗ trợ vận chuyển bằng hàng không và triển khai hải quân ngoài bờ biển Việt Nam. Họ nhu nhược, e ngại, sợ mất cầu, sợ đổ vỡ mối quan hệ vốn đã căng thẳng với Trung Quốc liên xô cũng cảnh báo trung quốc về việc đặt các lực lượng vũ trang liên xô ở siberia vào tình trạng báo động đồng thời cung cấp cho việt nam một số thông tin quân sự thu được từ vệ tinh do thám bản thân việt nam cũng từ chối sự tham gia của các phi công liên xô vào các trận đánh cuba cảnh cáo trung quốc là nước này sẽ hỗ trợ việt nam kể cả việc đưa quân đến nếu cần chủ tịch cuba fidel castro đã nói câu nổi tiếng vì việt nam cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình sau khi biết tin trung quốc rút quân nhật báo pravda của liên xô đã đưa ra biện luận rằng liên xô hiểu được dã tâm của bắc kinh vì vậy đã không đáp lại những khiêu khích quân sự của trung quốc với mục đích duy nhất là làm leo thang căng thẳng giữa liên xô và hoa kỳ tại liên hiệp quốc tranh cãi kịch liệt xảy ra xung quanh vấn đề an ninh đông nam á hai sự kiện Việt Nam tiến vào Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ và Trung Quốc đánh vào Việt Nam cùng được đưa ra bàn luận. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bị chia rẽ sâu sắc sau các cuộc họp vào các ngày cuối tháng 2. Mỹ hùa theo Bắc Kinh, nhai đi nhai lại một điệp khúc, yêu cầu Việt Nam ngưng ngay lập tức hành động xâm lược Campuchia và rút quân toàn bộ và vô điều kiện khỏi Campuchia. Ông Lê Duẩn khi trả lời phỏng vấn trong họp báo quốc tế đã phát biểu đanh thép hùng hồn. Tình hình ở Campuchia là không thể đảo ngược. Đáp trả lại đòi hỏi vô lý của Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng tuyên bố, nếu muốn Việt Nam rút quân khỏi Campuchia thì tất cả các lực lượng quân sự nước ngoài trong khu vực đều phải rút quân về nước, trong đó có quân đội Trung Quốc, hạm đội 7 và các căn cứ quân sự của Mỹ ở Đông Nam Á. Không làm được thì đừng áp đặt Việt Nam phải đơn phương rút quân một mình. Nếu rút thì cùng nhau rút hết. Liên Xô đứng về phía đồng minh Việt Nam, tuyên bố không ủng hộ bất cứ nghị quyết nào mà không lên án Trung Quốc và kêu gọi Trung Quốc rút quân. Ngày 23 tháng 2 năm 1979, Liên Xô cùng Tiệp Khắc đưa dự thảo nghị quyết trong đó lên án Trung Quốc xâm lược, đòi Trung Quốc rút quân và bồi thường chiến tranh và vận động cấm vận vũ khí đối với Trung Quốc. Còn Trung Quốc thì chỉ trích Liên Xô, khuyến khích Việt Nam tấn công Trung Quốc và xâm lược Campuchia. Ngày 24 tháng 2, Trung Quốc đưa dự thảo nghị quyết đòi Việt Nam lập tức rút quân hoàn toàn khỏi Campuchia. Mỹ là nước duy nhất ủng hộ nghị quyết này. Cuối cùng, Liên Hiệp Quốc không đi đến một nghị quyết nào. Trong lúc cuộc chiến còn đang rằng co thì hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ bất chợt đem một số chiến hạm chở những đội đặc nhiệm tiến vào Biển Đông để phô trương thanh thế và muốn gián tiếp tiếp ứng cho Trung Quốc bằng cách sủ lông uy hiếp, gây sức ép quân sự thêm cho Việt Nam ở phía Nam và dùng kế nghi binh khiến Việt Nam hoang mang, lo lắng sợ Mỹ quay lại, muốn Việt Nam lo ngại không dám điều quân từ miền Nam ra miền Bắc. Đối với Trung Quốc thì Hoa Kỳ tỏ ra hành động này là giúp đỡ gián tiếp cho Trung Quốc làm theo sự yêu cầu trợ giúp hậu thuẫn cho trung quốc nhưng bên trong thực chất hoa kỳ cũng hy vọng nếu như trung quốc thắng thì họ sẽ nhảy vào chia trác tranh giành lợi ích với trung quốc nhưng do hải quân liên xô đã triển khai nhiều tàu chiến liên xô được sự cho phép của việt nam đã tích cực hoạt động ngăn chặn tàu mỹ ở biển đông hạn chế phần nào hoạt động của tàu chiến mỹ sau đó do sợ leo thang căng thẳng Xung đột với đối thủ chiến tranh lạnh Liên Xô, lại thấy tình hình chiến sự ở miền Bắc Việt Nam bất lợi cho Trung Quốc, nên Mỹ lảng vảng khoảng 2 tuần rồi rút lui. Sự kiện này cho thấy sự giúp đỡ có hiệu quả trong việc giúp Việt Nam bảo vệ biển Đông của Hải quân Liên Xô trong cuộc chiến và cho thấy mặc dù Mỹ Trung cùng chung một chiến tuyến nhưng hai bên không thật lòng với nhau mà mỗi bên đều có những dụng ý riêng, toàn tính riêng, mưu mô khác nhau và đều vì cái lợi của chính mình hậu quả tuy việt nam đã chiến thắng gây tổn hại nặng nề cho quân đội trung quốc thành công đẩy lui giặc xâm lược và trung quốc đã thua to về quân sự chính trị chiến thuật chiến lược nhưng trong cuộc chiến việt nam cũng chịu thiệt hại nặng nề về người và của cuộc xâm lấn của trung quốc đã để lại nhiều tác hại lớn cho kinh tế và xã hội việt nam ngoài những thương vong về con người thiệt hại cụ thể về cơ sở vật chất hạ tầng ở sáu tỉnh biên giới bị phá hủy do trận chiến việt nam còn phải gánh chịu nhiều khó khăn tổn thất do thái độ và chính sách thù nghịch thù hằn vây hãm do các thế lực thù địch trung quốc hoa kỳ và các đồng minh đàn em chư hầu của họ gây ra trên các mặt trận quân sự kinh tế ngoại giao văn hóa theo tướng Ngũ Tu Quyền, phó tổng tư lệnh quân giải phóng nhân dân Trung Quốc thừa nhận thì Trung Quốc có hơn 2 vạn binh sĩ tử trận trên chiến trường Bắc Việt. Theo nhà sử học Guiller Ferriet thì có khoảng 25.000 lính Trung Quốc thiệt mạng và gần 500 xe bọc thép hoặc pháo bị phá hủy. Con số này phía Việt Nam cũng gần tương tự nhưng thấp hơn một chút. Ông Rusen Huat thì cho rằng quân Trung Quốc thương vong 6 vạn người, trong đó số chết là 26.000. Một số nguồn khác cũng đồng ý với con số thương vong ít nhất khoảng 25.000 của phía Trung Quốc. Nguồn của Sử gia Mỹ gốc Hoa, Kinh Chen, cho rằng riêng tại các bệnh viện lớn ở Quảng Tây cũng có ít nhất là 30.000 thương binh Trung Quốc. Tháng 4 năm 1979, tạp chí Quân đội Nhân dân Việt Nam ước lượng tổng thương vong của quân Trung Quốc là 62.500 người, Việt Nam có hàng nghìn dân thường chết và bị thương. Theo tạp chí Tham thì có khoảng dưới 10.000 lính Việt Nam thiệt mạng. Còn số này, Trung Quốc đưa lên thành 20.000. Trung Quốc bắt được khoảng 1.600 tù binh trong tổng số hơn 5 vạn quân Việt Nam tham chiến tại mặt trận Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn. Theo nghiên cứu chính thức của giới sử học Việt Nam và quân đội nhân dân, kết quả chiến đấu của quân ta như sau. Mặt trận Lạng Sơn diệt 19.000 tên giặc, phá hủy 76 xe tăng thiết giáp và 52 xe quân sự, 95 khẩu pháo cối và dàn phóng hỏa tiễn, tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 3 trung đoàn, 4 tiểu đoàn, tương đồng nhưng hơi khác biệt so với ký sự của Sư đoàn Sao Vàng. Mặt trận Cao Bằng diệt 18.000 lính giặc, phá hủy 134 xe tăng thiết giáp và 23 xe quân sự, tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 7 tiểu đoàn mặt trận Hoàng Liên Sơn, Lào Cai. Diệt 11.500 tên giặc, phá hủy 66 xe tăng, thiết giáp và 189 xe quân sự, tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 4 tiểu đoàn. Mặt trận Quảng Ninh, Lai Châu và Hà Tuyên diệt 14.000 tên địch, phá hủy 4 xe tăng thiết giáp, 6 xe quân sự, tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 3 tiểu đoàn. Cuộc chiến đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho kinh tế Việt Nam các thị xã Lạng Sơn, Cao Bằng, thị trấn Cam Đường bị hủy duyệt hoàn toàn. 320 trên 320 xã, 735 trên 904 trường học, 428 trên 430 bệnh viện, bệnh xá, 41 trên 41 nông trường, 38 trên 42 lâm trường, 81 xí nghiệp hầm mỏ và 80.000 hecta hoa màu bị tàn phá, 400.000 gia súc bị giết và bị cướp khoảng một nửa trong số 3,5 triệu dân bị mất nhà cửa, tài sản và phương tiện sinh sống. Về phía Trung Hoa, cuộc chiến ngắn ngày đã tiêu tốn của nước này khoảng 1,3 tỷ USD và làm ảnh hưởng tiêu cực nặng nề đến quá trình cải cách kinh tế. Về lâu dài, nó mở ra cho hơn 10 năm căng thẳng trong quan hệ và xung đột vũ trang dọc biên giới giữa hai quốc gia, buộc Việt Nam phải thường xuyên duy trì một lực lượng quân sự khổng lồ dọc biên giới, gây hậu quả mất cân đối, mất cân bằng, ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế, sinh hoạt và sản xuất của người dân vùng biên giới bị ảnh hưởng tiêu cực. Sau chiến bại, Đặng Tiểu Bình và chính phủ Trung Quốc liền cấp tốc hiện đại hóa quân đội. Đánh giá Đặng Tiểu Bình thú nhận đã thất bại về quân sự và chiến thuật, nhưng cố chống chế rằng Chúng tôi đã thắng về chính trị và chiến lược. Trần Vân, Phó Thủ tướng, một trong năm nhân vật quyền lực nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng với Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai và Chu Đức cũng thừa nhận rằng đánh Việt Nam không được cái gì, dù có cố gắng thì cũng không chịu được quá 6 tháng. Ông ta không dám chơi cháo vỗ ngực chiến thắng như Đặng Tiểu Bình mà chỉ nói rằng vì lý do kinh tế không nên lặp lại một cuộc chiến bất phân thắng bại không có kết quả như vậy. Như vậy, dù không chơi chẽn như Đặng Tiểu Bình, nhưng ông ta vẫn không dám nói thẳng ra sự thật là Trung Quốc đã thua. Theo đánh giá của nhà sử học người Mỹ gốc Hoa, Kinh Trung Quốc chỉ đạt được vòng quanh 50% các mục tiêu của mình. Ngoài ra, Trung Quốc đã không đạt được kết quả như các mục tiêu họ công bố họ không tiêu diệt được sư đoàn nào của Việt Nam, không chấm dứt được xung đột vũ trang ở biên giới Việt Trung, không buộc được Việt Nam rút quân khỏi Campuchia, không làm cho chính phủ Việt Nam sửa đổi chính sách đối với Hoa Kiều, chính sách đối với Campuchia, chính sách đối với Trung Quốc, với Liên Xô, với Hoa Kỳ, vân vân. Không buộc được Việt Nam thay đổi bất kỳ chính sách nào từ nội trị đến đối ngoại, từ chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao đến văn hóa, không làm cho Việt Nam sợ mà xuống nước nhường nhịn hay lùi một bước nào trước Trung Quốc khờ mẹ đỏ, không làm cho Việt Nam thay đổi thái độ và chính sách với Liên Xô, Hoa Kỳ và các nước khác, không làm cho Việt Nam bỏ chính sách và thái độ chống đối thủ địch đối với Trung Quốc khờ mẹ đỏ. Tóm lại, Trung Quốc không gây được một chút ảnh hưởng tác động thay đổi nào lên chính phủ Việt Nam theo ý muốn của họ. Việt Nam vẫn kiên cường, kiên định nhất quán trước sau như một đối với các chính sách, thái độ, phong cách của mình với các vấn đề nội trị với các quốc gia khác và đồng thời càng gia tăng sự căm thù đối với Trung Quốc và đồng minh, xem Trung Quốc là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất tăng cường tuyên truyền chống Trung Quốc trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và quốc tế, và càng ở lì ở Campuchia, cho thêm quân nhân vào Campuchia và càng đóng giữ lâu hơn, Trung Quốc càng hung hăng thì Việt Nam càng xa lánh họ và càng tăng cường làm trái, làm ngược lại tất cả mọi yêu cầu, đòi hỏi, đề nghị, quan điểm, chính kiến và lợi ích của họ. Ngang nhiên thách thức Trung Quốc và tựa hồ Chọc giận họ Làm đặng tiểu bình và đồng bọn Rất cay cú, điên tiết Về quân sự Giáo sư Edward C. Erdell đánh giá rằng Quân Trung Quốc rất thiện nghệ Khi thao luyện trong quân trường ở miền Nam Trung Hoa Nhưng khi vào thực chiến trên chiến trường Miền Bắc Việt Nam Thì họ lại thể hiện một phong độ chiến đấu tồi tệ Tại Lạng Sơn Hai quân đoàn Trung Quốc đã bị một trung đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam cầm chân trong một tuần Một quân đoàn khác cần 10 ngày để tiến vào Lào Cai và Cam Đường, hai đô thị cách biên giới không đến 15 km. Trung Quốc chiếm Cao Bằng vất vả đến mức cần ít nhất hai quân đoàn để tiếp tục tấn công một thị xã mà Trung Quốc tuyên bố đã chiếm được. Tại Quảng Ninh, một trung đội quân đội nhân dân Việt Nam đã cầm chân 5 tiếng đồng hồ một trung đoàn Trung Quốc đang trên đường đánh chiếm núi Cao Ba Lanh, giáp biên giới, gây thương vong cho 360 trong quân số 2.800 của trung đoàn này những tổn thất nhân mạng như vậy lặp lại nhiều lần trên toàn mặt trận và đem lại thương vong và tổn thất nặng nề cho Trung Quốc. Quân Trung Quốc đã không sử dụng được số quân đông vượt trội đối thủ một cách hiệu quả và do đó không thể đạt được tốc độ hành binh như mong muốn của chiến lược tốc chiến tốc quyết. Đây là hậu quả của sự lạc hậu về chiến thuật tác chiến của quân đội Trung Quốc, vốn gần như không được cải thiện kể từ sau chiến thuật biển người trong chiến tranh Trung Nhật nội chiến trung quốc và chiến tranh triều tiên thất bại của quân đội trung quốc đã buộc quân ủy trung ương đảng cộng sản trung quốc phải chú tâm đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa quân đội đặt việc hiện đại hóa quân đội làm trọng tâm hàng đầu ưu tiên quân sự quốc phòng trên phương diện quan hệ quốc tế cuộc chiến việt trung cho thấy rằng trung quốc với sự ủng hộ của hoa kỳ sẵn sàng can thiệp quân sự vào việt nam một quốc gia theo xã hội chủ nghĩa từng là đồng minh trong nhiều năm. Kết quả chiến tranh cũng cho thấy Việt Nam đủ sức chống lại sự tiến công đó mà không phải điều động đến quân chủ lực từ biên giới Tây Nam và miền Nam Việt Nam. Những sự kiện từ cuộc chiến cũng cho thấy mối quan hệ đan xen phức tạp giữa Liên Xô, Việt Nam, Trung Quốc, Hoa Kỳ. Đồng thời cho thấy Liên Xô cũng không sẵn sàng dùng quân đội giúp Việt Nam chống xâm lược mà chỉ tăng cường viện trợ kinh tế, quân sự một cách có hạn và có hoàn lại. Sau này Việt Nam vẫn phải trả nợ dần và được Liên bang Nga xóa nợ sớm. Những điều này đã khiến nhiều Việt Nam sau đó nghi ngờ về đồng minh Liên Xô và việc này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Liên bang Xô Viết. Kết quả cuộc chiến cũng cho thấy Trung Quốc đã hoàn toàn bất lực, bó tay thúc thủ trong việc hỗ trợ đệ tử Khmer Đỏ và thất bại trong việc điều chỉnh quan hệ ngoại giao để tăng cường ảnh hưởng trong khu vực Đông Nam Á mặc dù không có mục tiêu chiến thuật chiến lược quân sự chính trị nào đạt được nhưng đến nay những lãnh đạo đương nhiệm của trung quốc vẫn cố chấp bảo thủ vẫn chưa thay đổi quan điểm họ thừa nhận trung quốc đã thất bại về quân sự nhưng lại cố bao biện rằng đã đạt được một số thành công về chiến lược và vì vậy chúng tôi chiến thắng cuộc xâm lược này cũng là một thất bại ngoại giao và thất bại uy tín của trung quốc không những trên quốc tế không những với đệ tử pol pot mà còn với khu vực vô tình họ đã tỏa ra một sát khí đầy đe dọa phô bày ác tính vô hình chung cho các nước trong khu vực và các nước láng giềng chung quanh thấy rằng đấy thiên triều bắc triều sẵn sàng dùng bạo lực và đi xâm lược bành trướng giết chóc nếu vị thế và uy lực của mình bị thách thức vô ý tạo ra một nhu cầu đoàn kết giữa các nước Đông Nam Á, hình thành một động lực cho các quốc gia trong khu vực cùng nhau bắt tay đề phòng hiểm họa Trung Quốc và khi cần thiết thì sẽ chống lại họ. Trong cuộc chiến này, Trung Quốc cũng thể hiện một tư thế thấp kém qua phong cách tiến hành chiến tranh mang tính chất cắn trộn, đánh lén. Trung Quốc và cả thế giới đều biết quân lực của Việt Nam đều tập trung ở miền Nam Việt Nam và chiến trường Campuchia. Trung Quốc đã thừa cơ hội đó, bất ngờ xua quân tràn sang tấn công Việt Nam. Họ phát ngôn nghe rất oai phòng lẫm liệt, nhưng khi quân đội chính quy của Việt Nam ào ào kéo ra Bắc thì họ lập tức lui nhanh, đánh xong rồi chạy. Thật ra, họ đánh giá thấp khả năng tự vệ, đánh trả của các lực lượng tân binh, quân đội địa phương và dân quân tự vệ của Việt Nam. Họ cho rằng trước khi đại quân việt nam về đến nơi thì họ đã dễ dàng vượt qua các hàng rào phòng ngự việt nam với thương vong không đáng kể và đã đánh tới hà nội hoặc chiếm xong thủ đô của việt nam biến thành một sự đã rồi nhưng thực tế lại khác thiền bất dung gian trung quốc không ngờ sinh lực của họ bị thiệt hại nặng nề đến vậy chỉ với những lực lượng kể trên và hầu như không có một cơ hội nào kéo quân đến được hà nội chứ đừng nói là đánh chiếm được nên khi quân đội chủ lực việt nam tới nơi và các lực lượng khác đang trên đường đi tới thì họ vội chuồn êm vì biết rõ kết quả sẽ như thế nào nếu ngoan cố ở lại trung quốc không thể thắng nổi những tân binh địa phương bạch đầu quân nữ du kích dân quân tự vệ thì họ không thể chống được với lực lượng đại quân tinh binh các lực lượng chính quy chủ lực tinh nhuệ nhiều kinh nghiệm chiến đấu nhiều chiến công của quân đội việt nam trong một bài viết hiếm hoi trên báo Trung Quốc về cuộc xâm lược Việt Nam năm 1979, bài nghiên cứu Trong cuộc chiến đấu năm 1979, vì sao không chia cắt Việt Nam, vì sao thương vong khi rút về lớn hơn khi tấn công, trên báo điện tử china.com do ông Dương Danh Di dịch thuật, họ đã thừa nhận: "Lâu nay chúng ta tuyên truyền rằng chúng ta đã chiến thắng, nhưng cùng với thời gian, những văn kiện của ta những tư liệu của Việt Nam và quốc tế cho thấy cuộc chiến này không lạc quan như tuyên truyền trước đây, trong đó có nhiều bài học nặng nề, đau đớn khiến chúng ta không thể phản tỉnh một cách sâu sắc. Sau khi xem lại, đánh giá lại và thừa nhận kết quả cuộc chiến, bài viết tiếp tục thừa nhận bản chất của cuộc chiến. Ba đại kỷ luật, tám điều chú ý mà quân đội ta giữ nghiêm đã phát huy tác dụng trong cuộc kháng chiến chống phát xít Nhật và cuộc quốc cộng nội chiến. Thế nhưng, khi chúng ta vào Việt Nam đánh họ mà vẫn thực hiện ba đại kỷ luật, tám điều chú ý là tự chói tay chân mình lại. Hy vọng dùng những kỷ luật đó để tranh thủ sự giúp đỡ và ủng hộ của nhân dân Việt Nam chống đất nước của họ thì chẳng khác gì đàn gãy tay châu tự chuốc lấy nhục nhã nhân dân Việt Nam không phải là công dân Trung Quốc, làm sao họ có thể gần gũi quân đội nước ngoài đánh vào nước họ? Chiến tranh là chiến tranh, nhất là chiến tranh giữa các quốc gia. Anh không thể hy vọng nhân dân nước khác đánh chống khua chiêng, hoan nghênh anh xâm chiếm người ta. Đó chẳng qua chỉ là trò bịt tai trộm chuông, dối mình dối người. Hậu chiến Sau khi Việt Nam bị đánh bại, Trung Quốc tiếp tục uy hiếp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, can thiệp vào công việc nội bộ của Cộng hòa Campuchia, che giấu bộ mặt đại bá quyền của mình bằng cách đặt điều vu khống Việt Nam là tiểu bá. Theo văn kiện, sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc 30 năm qua, do nhà xuất bản sự thật phát hành năm 1979, thì ngay sau cuộc chiến, Trung Quốc đã cùng với Hoa Kỳ lợi dụng chiêu bài nhân quyền để bôi đen Việt Nam trên trường quốc tế với mục tiêu lâu dài lúc đó là thôn tính ba nước Đông Dương, dùng Đông Dương làm bàn đạp bành trướng xuống Đông Nam Á. Trong suốt cuộc chiến, nhất là sau khi thua chạy, Trung Quốc luôn tuyên bố họ không tham vọng dù chỉ một tấc đất lãnh thổ Việt Nam để đỡ mất thể diện, đỡ mặc cảm bại trận, một dạng của tâm lý A Quy. Trên thực tế, Trung Quốc xâm lược với một hình thức tương tự Pháp Mỹ trong thời đại mới, xâm lược kiểu thực dân mới, chứ không phải xâm lược để sát nhập đất đai vào trong lãnh thổ Trung Quốc như phong kiến phương Bắc. Họ tuyên bố như vậy trong suốt cuộc chiến là để che giấu bản chất xâm lược phi nghĩa, lừa dối dư luận. Trung Quốc và quốc tế làm nhẹ đi các lên án, chỉ trích từ các nước yêu hòa bình, công lý và nhân dân tiến bộ trên thế giới, gây hoang mang trong quân đội Việt Nam không biết rõ mục tiêu chiến lược của nó, nó muốn gì, sẽ làm gì, gây giảm sút tinh thần đề kháng và cường độ chống trả của các chiến sĩ Việt Nam. Vì chủ quan cả tin rằng chúng đánh một chút rồi lui ngay, chúng không muốn chiếm miền Bắc, không muốn chiếm nước ta. Tuy nhiên, sau khi thua trận, thất bại không thể dựng lên được ngụy quyền Hoàng Văn Hoan, không lật đổ được bè lũ Lê Duẩn, không có cơ sở sử dụng những con bài chính trị quân đội Trung Quốc liền gian trá lật lọng vẫn giữ lấy một số địa điểm đất đai ở biên giới phía bắc Việt Nam. Tại một số nơi như khu vực quanh ải Nam Quan gần Lạng Sơn, quân Trung Quốc vẫn cù nhầy cố giữ một số lãnh thổ. Tại các nơi khác, quân Trung Quốc chiếm giữ các vị trí chiến lược quân sự làm bàn đạp để từ đó có thể tiến đánh Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam sau đó phải tiến hành một loạt chiến dịch quân sự nhằm giải phóng các khu vực đó tới đầu năm 1990, cùng với việc Việt Nam rút quân khỏi Campuchia, làm Trung Quốc lấy lại chút thể diện và Liên Xô sụp đổ làm Trung Quốc lạnh gáy, trong lúc phong trào cộng sản quốc tế bị suy thái và cũng vì nhu cầu hòa bình ổn định trong khu vực, gác lại quá khứ, bắt tay hợp tác, phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, xây dựng hai nước hướng tới tương lai, vân vân. Nên quan hệ giữa hai nước dần dần hồi phục trở lại bình thường sau khi thua đau trung quốc quyết tâm bắt tay vào thực hiện cải cách và hiện đại hóa quân đội việt nam cho đến ngày nay có thể nói chính việt nam đã dạy cho đặng tiểu bình và trung quốc một bài học chứ trung quốc không dạy được việt nam điều nào không buộc việt nam phải xuống một nước nào lui một bước nào phải nhượng bộ một điều gì phải làm một việc gì theo ý muốn của trung quốc ngân sách quốc phòng của Trung Quốc buộc phải tăng từ 15% năm 1978 lên 18% năm 1979 trong một bối cảnh kinh tế chưa thấy gì sáng lạ. Tuy nhiên, khách quan nhìn nhận thì quan hệ thù địch giữa hai quốc gia đã làm Việt Nam phải trả một giá quá đắt. Việc Trung Quốc dùng đại quân duy trì áp lực quân sự nặng nề và đầy hiểm họa tại vùng biên giới trong suốt 10 năm sau đó, buộc Việt Nam cũng phải duy trì đại quân, bao gồm các sư đoàn thiện chiến, tinh nhuệ nhất, có kinh nghiệm chiến đấu nhất, từng thân chinh, bách chiến trên khắp chiến trường chống Mỹ ở biên giới và miền Bắc, cùng với việc bị vướng víu ở Campuchia đối với tàn dư tàn quân Pol Pot, xung đột quân sự biên giới với Thái Lan, cộng với sự tuyên truyền chống việt nam dai dẳng và tinh vi của mỹ trung khiến việt nam bị cô lập trên trường quốc tế bao vây kinh tế cô lập chính trị cấm vận quân sự thậm chí cấm vận nhân đạo nhiều tổ chức nhân đạo từ thiện quốc tế thời đó muốn viện trợ nhân đạo cho việt nam đều bị mỹ trung tìm cách ngăn cản áp lực gây sức ép nhiều đoàn tàu chở thực phẩm gạo nước ngọt gia súc tới việt nam có khi chỉ để giúp đỡ người dân miền Trung Việt Nam, thường xuyên căng mình chịu thiên tai lũ lụt, bị hải quân Mỹ, thủy quân lục chiến Mỹ, hạm đội 7 ngăn lại và bắt phải quay về, đe dọa gần xa rằng sẽ không bảo đảm an toàn cho quý vị nếu gặp hải tặc. Nhiều thông tin thời đó cho biết, Mỹ Trung còn giả dạng cướp biển hoặc báo tin chỉ điểm đứng sau ủng hộ cho bọn cướp biển, bọn hải tặc Thái Lan đón đường chấn lột Cướp bóc những đoàn tàu viện trợ nhân đạo này với mục đích duy nhất là bao vây, cô lập, cấm vận và dồn Việt Nam vào chỗ sụp đổ. nền kinh tế Việt Nam yếu kém, nhiều người dân phải xếp hàng nhận bo bo ăn thay cơm, bị Hoa Kỳ, Trung Quốc và phương Tây cấm vận, phải căng ra duy trì một lực lượng quân đội lớn ở cả phía Nam và phía Bắc, trong khi vẫn phải trả nợ cho những viện trợ của Liên Xô cho cuộc chiến chống Pháp, chống Mỹ. Sau khi Liên Xô tan rã và Việt Nam rút quân khỏi Campuchia đến năm 1992, quan hệ giữa hai nước mới được bình thường hóa chính thức. Sau khi thất bại tại Việt Nam, các phương tiện truyền thông đại chúng của Trung Quốc không còn nói gì nhiều về cuộc chiến này. Cuộc chiến tranh này bị bưng bít hoàn toàn trong tất cả sách giáo khoa lịch sử của Trung Quốc. Tại Việt Nam, sách giáo khoa phổ cập trung học lớp 12 ghi quân xâm lược bành trướng Trung Quốc đã tấn công toàn tuyến biên giới phía Bắc và bộ đội du kích ta đã chiến đấu anh dũng đánh đuổi chúng đi, đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của chúng, đánh bại chủ nghĩa bá quyền nước lớn của Bắc Kinh. Tại Trung Quốc, theo giáo sư Harvard Friend trên báo New York Times số ra ngày 1 tháng 3 năm 2005, các phương tiện truyền thông đại lục Hồng Kông, Macau gần như lãng quên nó. Các tuyển tập bài hát không còn in các ca khúc nói về cuộc chiến, sách nghiên cứu viết về cuộc chiến bị từ chối không dám xuất bản. Đa số cựu chiến binh từng tham gia các cuộc chiến, buồn không muốn nhắc đến nó, không còn muốn nói về nỗi nhục bại trận này. Sau khi rút quân về nước một tháng, theo bản dịch của ông Dương Danh Di gửi tới BBC, bài phát biểu của Đặng Tử Bình trong hội nghị nội bộ ngày 16 tháng 3 năm 1979, Đặng Tiểu Bình đã phẫn nộ nói với các cộng sự và các lãnh đạo quân đội. Đánh lần này, vũ khí quân số đều gấp mấy lần Việt Nam, chiến đấu ở Cao Bằng chí ít là 5 đánh 1, 6 đánh 1, chiến đấu ở Lạng Sơn, Lào Cai cũng đều gấp mấy lần, thậm chí 6 đánh 1. 7 đánh 1 Và thương vong của chúng ta Là 4 lần so với 1 Thần thoại của chúng ta đã bị hủy diệt Điều này do chính người lãnh đạo Cao nhất của Trung Quốc Thời đó đã thú nhận Càng cho thấy truyền thống lấy ít địch nhiều Lấy yếu thắng mạnh Lấy thế thắng lực Của quân dân Việt Nam Nối tiếp từ những gương xưa Trong các cuộc chiến chống bắc xâm Chống ngoại xâm Tại Việt Nam Những nhạc phẩm, tác phẩm sách báo, bài viết, bài nói, hồ sơ tài liệu về cuộc chiến đó tuy không tái xuất bản nhưng vẫn được lưu hành ngoài thị trường không bị thu hồi như ở Trung Quốc. Những bài hát sáng tác trong thời kỳ đó vẫn lưu hành. Sách Sự thật quan hệ Việt Nam Trung Quốc 30 năm qua của nhà xuất bản Sự thật xuất bản năm 1979 hay sách Tam giác Trung Quốc, Campuchia, Việt Nam của Winfred Butcher, nhà xuất bản Thông tin lý luận và nhiều sách cũ, truyện cũ, tiểu thuyết, truyện tranh, tuyển tập truyện ngắn, sử liệu, tư liệu, vân vân có nội dung tương tự đến nay vẫn lưu hành trong một số thư viện nhà nước bày bán trong một số nhà sách chính thức hiệu sách hợp pháp. Tuy nhiên, Việt Nam ít nhắc đến cuộc chiến một tháng này hay nghiên cứu hội thảo chuyên sâu không tái bản những tác phẩm, nhạc phẩm, văn hóa phẩm về nó một phần vì Việt Nam và Trung Quốc đã thỏa thuận là không tuyên truyền chống nhau, một trong những điều kiện để bình thường hóa quan hệ hai nước năm 1992. Phần khác là vì cuộc chiến chỉ kéo dài một tháng, không có nhiều diễn biến, sự kiện hay hội chứng từ nó để nói như cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm và chống Mỹ 21 năm. Và chủ yếu là, theo giải thích nguyên văn của ông Dương Danh Di, cựu bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, thì Việt Nam không nói lại chuyện cũ là vì nghĩa lớn chứ không phải vì chúng ta không có lý, không phải vì người Việt Nam sợ hãi hay chóng quên. Một số hồ sơ tài liệu, sử liệu về cuộc chiến này vì sự lấy đại cuộc làm trọng cũng tạm cất vào kho, những nghiên cứu chuyên sâu cao cấp về cuộc chiến này tạm gác lại, nhưng sau này khi hữu sự nó sẽ lại được bùng ra. Trong buổi thông cáo báo chí năm 2009, khi được hỏi về cuộc chiến từ 30 năm trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói khỏa lớp rằng từ nhiều năm trước, lãnh đạo hai nước đã thỏa thuận, khép lại quá khứ và mở ra tương lai. Và từ chối bình luận gì về nó, rõ ràng đây là một nỗi đau khó quên, một vết nhơ, một vết thương khó lành, một quốc nhục khó phai, khó nuốt, khó tiêu hóa trong lịch sử Trung Quốc và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cuối thập niên 1970, đầu thập niên 1980, nhà cầm quyền Trung Quốc dương cao chiêu bài nhân quyền của Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, lợi dụng vấn đề người Việt Nam xuất ngoại là một vũ khí mới để chống Việt Nam. Những người Việt Nam đi ra nước ngoài, một phần là những người giàu có và những sĩ quan trước đây sống nhờ Mỹ và chế độ bù nhìn Sài Gòn, dây mơ dễ má với Mỹ ngụy quyền lợi của họ gắn liền với bộ máy chiến tranh của Mỹ. Một phần những người Hoa do Bắc Kinh dụ dỗ cưỡng bức ra đi, một số là những người trước đây sống trong xã hội tiêu thụ kiểu Mỹ và nay không chịu nổi những khó khăn do cuộc chiến tranh xâm lược 30 năm của Pháp Mỹ và sự xâm lược phá hoại của bành trướng Bắc Kinh và đàn em gây ra. Phần lớn là những người không sống nổi trong tình hình xã hội và kinh tế hỗn loạn, nghèo đói thời đó muốn tìm tới Mỹ và những nước giàu có để có cuộc sống kinh tế tốt hơn. Thật ra, ngay từ tháng 1 năm 1979, chính phủ Việt Nam đã tuyên bố cho phép những người có nguyện vọng ra nước ngoài để sum họp gia đình hoặc làm ăn sinh sống được xuất cảnh một cách hợp pháp sau khi đã làm đầy đủ các thủ tục cần thiết. Mặt khác, các cơ quan có trách nhiệm của Việt Nam đã cùng với cơ quan cao ủy Liên hiệp quốc về vấn đề người tị nạn thỏa thuận một chương trình 7 điểm được công bố ngày 30 tháng 5 năm 1979 nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho những người nói trên ra đi một cách có trật tự và an toàn, đồng thời làm giảm bớt khó khăn cho các nước Đông Nam Á. Song Bắc Kinh và Washington đều huy động bộ máy tuyên truyền, truyền thông khổng lồ và mọi phương tiện chính trị, kinh tế, tài chính của họ lợi dụng khía cạnh nhân đạo của vấn đề, sử dụng mọi thủ đoạn gian dối, xuyên tạc kích động để bóp méo sự thật về vấn đề những người Việt Nam vượt biển, xuất cảnh, phát động những chiến dịch thông tin quy mô chống Việt Nam. Vai trò của Mỹ Trung trong sự kiện thuyền nhân Việt Nam cũng có những thiếu sót sai lầm trong thời hậu chiến về chính sách, về cách làm, về chính trị, quân sự, kinh tế, ngoại giao, văn hóa, vân vân. Nhưng không nên quên rằng Mỹ đã tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược có tính chất hủy diệt chống Việt Nam. Nixon đã nhiều lần hô hào đòi đưa Việt Nam về thời kỳ đồ đá. Và sau khi bại trận, họ để lại một đất nước bị tàn phá, một nền kinh tế tê liệt với hàng triệu nạn nhân chất độc da cam, trên 3 triệu người thất nghiệp, trên một triệu người bị tàn phế, gần 800.000 trẻ em mồ côi, trên 600.000 gái mại dâm, trên một triệu thanh niên nghiện ma túy. Trung Quốc thì ném đá xuống giếng, sát muối vào vết thương, gây dân nạn kiều, cưỡng ép dụ dỗ người Hoa bỏ bê lao động xây dựng, bỏ lại nhà cửa ruộng đồng nhà máy để đi Trung Quốc, dùng những tổ chức của Cục Tình báo Hoa Nam để quấy rối về chính trị, đầu cơ tích lũy nâng giá hàng in bạc giả nhằm phá hoại nền kinh tế của Việt Nam, trồng chất thêm khó khăn cho người dân Việt Nam trong lúc các cơ quan hữu quan của việt nam đang cùng với cơ quan cao ủy liên hiệp quốc về vấn đề người tị nạn tổ chức việc ra đi có trật tự và an toàn thì bắc kinh cho tay sai trà trộn vào dân tổ chức việc ra đi bất hợp pháp gọi là đi chui móc nối với những cán bộ tha hóa biến chất bọn tham nhũng chia rẽ và gây thù hận giữa người dân và chính quyền công an rồi kêu la rằng việt nam xuất cảng nạn dân rất nhiều người nhóm tổ chức vượt biên trái phép thời đó là người Trung Quốc hoặc gốc Hoa, có người có động cơ phi chính trị, có người với động cơ chính trị. Mặc dù chính họ cho hàng ngàn người Trung Quốc hàng ngày sang Hồng Kông để từ đó đi Singapore và các nước Đông Nam Á và hoàn toàn đã bỏ rơi, không quan tâm đến số phận hơn 26.000 Hoa Kiều tiến bộ yêu hòa bình đã bị Khmer Đỏ trục xuất khỏi Campuchia. Lúc ấy, có những chính phủ tổ chức phương tây vì không hiểu sự thật ở việt nam hoặc vì mờ mắt trước thị trường kinh tế đang mở cửa đầy tiềm năng muốn lấy lòng trung quốc để được trung quốc cho vào buôn bán làm ăn đã a dua phụ họa theo chiến dịch kích động và vu cáo của mỹ trung trung quốc vẫn liên mỹ đả việt hai chính phủ tiếp tục vừa ăn cướp vừa la là làng hai kẻ có nhiều thành tích trà đạp nhân quyền và luật pháp quốc tế một kẻ xâm lăng bành trướng khu vực vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong cách mạng văn hóa một kẻ xâm lược bành trướng toàn cầu vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở việt nam và nhiều nước khác khắp á phi gây ra nhiều cuộc thảm sát thường dân nhiều tội ác chiến tranh nhiều tội ác diệt chủng chống nhân loại lại dương cao chiêu bài nhân quyền nhân đạo để thực hiện mục đích chính trị của họ mục đích của mỹ là trả thù chính trị vớt vát chút quốc thể danh dự nước lớn rằng đây là kết quả mà mày phải chịu khi dám chống tao và cũng để phá hoại việt nam một nước đang thân liên xô kẻ thù chiến tranh lạnh của mỹ có ý thức hệ và những lợi ích khác mỹ mục đích của bắc kinh là xóa nhòa những tội ác của họ ở campuchia và trong cuộc chiến tranh xâm lược việt nam che đậy việc họ kích động người hoa ở việt nam ra đi và xuất cảng hàng chục vạn người trung quốc ra nước ngoài gây khó khăn cho các nước ASEAN, chia rẽ các nước ASEAN với Việt Nam, đánh lạc hướng về mặt nguy cơ của chủ nghĩa bành trướng nước lớn và chủ nghĩa bá quyền đại dân tộc, chủ nghĩa bá quyền đại hán với vai trò của đạo quân thứ 5 người hoa ở châu Á. Các thế lực đế quốc và bá quyền, chủ yếu là Washington và Bắc Kinh, đã thất bại trong âm mưu biến hội nghị quốc tế ở Geneva tháng 7 năm 1979 về vấn đề người đông dương đi ra nước ngoài thành một diễn đàn để vu cáo và chửi bới Việt Nam. Những đề nghị của đoàn đại biểu chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tỏ rõ thái độ xây dựng và hợp tác trong việc giải quyết vấn đề những người di cư đã được sự đồng tình rộng rãi của đại biểu nhiều quốc gia và đã góp phần quan trọng vào thành công của hội nghị là đặt nền tảng của một giải pháp cho vấn đề như tổng thư ký Liên hiệp quốc lúc đó đã kết luận. Nhưng thực tế còn nhiều khó khăn và phức tạp do những hoạt động phá hoại của Washington và Bắc Kinh. Những năm sau chiến tranh, suốt từ năm 1979-1992, trong lúc Bắc Kinh lớn tiếng đe dọa chiến tranh, đòi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì Mỹ vốn đang thân tàu chống Việt đã đưa hạm đội 7 vào hoạt động ngoài khơi Việt Nam, không những để khuyến khích những người di tản vượt biên bất hợp pháp, mà còn để phối hợp giành giật với Bắc Kinh trong những âm mưu lợi ích của họ ở khu vực Biển Đông và Đông Nam Á. Những xuyên tạc của bọn phản động tay sai Mỹ. Chiến công đánh lui Trung Quốc xâm lược, góp phần củng cố tư cách lãnh đạo của Đảng, khiến cho những tuyên truyền Việt Cộng là tay sai tàu cộng Cộng sản Việt Nam bán nước cho Thiệt Triều Bắc Phương Cộng sản Việt Nam là đệ tử của quan thầy triệt đỏ trở thành buồn cười chơi chẽn và vô nghĩa do đó lâu nay họ cố ý lờ đi tránh nói về cuộc chiến này Tuy nhiên lịch sử thì khó thể tránh né khi buộc phải đề cập tới chủ đề này thì họ thường có xuyên tạc như sau Trung cộng trừng phạt Việt cộng Họ xem sự kiện tàu cộng đánh Việt Cộng là một điều gì đó thích thú để họ hả hê, hả dạ và đứng ngoài cười cợt, chế giễu lường nguyết với thái độ rất tiểu nhân. Họ dập khuôn, đồng tình và nhái theo luận điệu chính thức của Trung Quốc về cuộc chiến rằng Trung Cộng thắng Việt Cộng. Trung Cộng dạy cho Việt Cộng một bài học nên thân, vân vân Dập khuôn và hót theo luận điệu bao đời nay của vua quan phong kiến Trung Quốc. Lần Nam Trinh, xuất trình nào cũng thua, cũng đều chiến thắng, khải hoàn hoặc thua nặng thì cũng nói thành trừng phạt xong nên về, giặc gian trá ta tha cho giặc nên rút về. Họ tự biến mình thành người Tàu, nhìn nhận theo góc độ, quan điểm của người Tàu, đem đặt Tàu làm trung tâm, thay vì nhìn thấy Việt Nam thắng Trung Quốc đánh lui hơn 50 vạn quân Trung Quốc thì họ chỉ thấy Trung cộng dạy Việt cộng bài học, Trung cộng trừng phạt Việt cộng. Cuộc chiến răng cắn môi chảy máu đáng đời VC, đáng kiếp cộng sản, vân vân. Tương tự, về công hàm xã giao của ông Phạm Văn Đồng, vốn không nói gì đến Hoàng Sa và cho biết sẽ tôn trọng 12 hải lý của Trung Quốc công hàm sau khi bị trung quốc diễn giải xuyên tạc theo lợi ích của họ từ tham vọng giã tâm độc chiếm biển đông của họ thì những phần tử phản động người việt đã dập khuôn luận điệu xuyên tạc này của trung quốc a dua phụ họa với tuyên bố chính thức của trung quốc hùa theo hành động xuyên tạc để bành trướng và cướp đảo của trung quốc tự biến bản thân thành người trung quốc phục vụ cho lợi ích của trung quốc Ngoài ra, họ còn xuyên tạc Việt Nam chống Trung Quốc là chống cho Liên Xô, rằng Việt Nam là tay sai của Nga Xô, Nga Cộng. Trong khi thực binh Liên Xô không tham gia chiến sự, viện trợ của Liên Xô là có giới hạn và có hoàn lại. Về sau, mới được Liên bang Nga xóa nợ sớm. Liên Xô chỉ giúp Việt Nam chống Trung Quốc trên mặt trận ngoại giao, truyền thông, tuyên truyền, giúp Việt Nam chuyển quân một vài lần. Các lực lượng lục quân và không quân của họ đều án binh bất động, hải quân của họ không động thái gì đáng kể. Liên Xô không có quyền tiến hành chiến tranh trên lãnh thổ Việt Nam. Bỉ ổi vô liêm sỉ hơn là họ xuyên tạc rằng quân đội nhân dân Việt Nam đã giả dạng khơ me đỏ để gây ra thảm sát Ba Trúc, để kiếm cớ xâm lược Campuchia. Họ tự biến bản thân thành tay sai chó săn, thành con vẹt của khơ me đỏ và Trung Quốc tình nguyện làm một cái loa rẻ cho bọn diệt chủng và bọn bành trướng nhưng họ tuyên truyền còn bỉ ổi điên rồ hơn cả bọn diệt chủng pol pot và bọn bành trướng bắc kinh ngay cả khi bọn diệt chủng và bành trướng cũng không gắp lửa bỏ tay người vô sỉ tới mức độ như vậy đây là tuyên truyền của những kẻ phản động trình độ thấp tư chất kém và vô văn hóa kém giáo dục chứ ngay cả mỹ khmer đỏ bắc kinh lúc ấy và sau này cũng không ai tuyên truyền phản tác dụng phản văn hóa và xuẩn động đến như vậy. Họ không đủ y quy trung bình để hiểu rằng lúc đó Việt Nam vừa mới vượt qua một thời kỳ chiến tranh dài nhất trong lịch sử dân tộc và một trong những thời kỳ chiến tranh dài nhất trong lịch sử thế giới, gần hai thế kỷ binh đao khói lửa, bị chiến tranh, bị bom Mỹ, bị chất độc hóa học của Mỹ tàn phá tới mức nào, vừa qua khỏi hai cuộc kháng chiến gian khổ, đầy hy sinh chết chóc, Mỹ ra đi để lại một Việt Nam đổ nát hoang tàn, người Việt Nam phải xây dựng lại đất nước từ một đống đổ nát, thì làm sao còn hơi sức nào, tinh thần nào để muốn có chiến tranh với bọn quá khích, cuồng đồ, khơ me đỏ, bọn cùi không sợ lở, pol pot liều mạng có Trung Quốc chống lưng hậu thuẫn, còn tâm hồn nào để mà ham muốn chiến tranh, để mà dây với hủi. Giả sử Việt Nam muốn chiến tranh với Khmer Đỏ thì không cần có cuộc thảm sát ba Trúc cũng quá thừa nguyên nhân quá thừa lý do danh nghĩa để đánh vào Campuchia tiêu diệt bè lũ khmer đỏ Pol Pot đã xâm lược vào lãnh thổ Việt Nam giết chóc người dân và đốt phá làng mạc Việt Nam trong những năm 1975-1978 giết hại diệt chủng kiều bào và người Campuchia gây ra nhiều tội ác diệt chủng tội ác chống nhân loại ngay sau khi Việt Nam hoàn toàn giải phóng, ngày 4 tháng 5 năm 1975, quân đội Khmer Đỏ đột kích đảo Phú Quốc. Sáu ngày sau đánh chiếm và hành quyết hơn 500 dân thường ở đảo Thổ Chu. Tiếp theo cuộc đột kích vào các đảo Thổ Chu và Phú Quốc. Bên cạnh nhiều cuộc đột kích nhỏ, Khmer Đỏ đã tiến hành hai cuộc xâm lược quy mô lớn vào Việt Nam. Cuộc tấn công lớn đầu tiên diễn ra vào tháng 4 năm 1977 quân chính quy Khmer Đỏ tiến sâu 10 km vào lãnh thổ Việt Nam, chiếm một số vùng ở tỉnh An Giang và tàn sát một số lớn dân thường. Cuộc tấn công thứ hai diễn ra vào ngày 25 tháng 9 cùng năm. Lần này, bốn sư đoàn quân chủ lực Khmer Đỏ đánh chiếm nhiều điểm của các huyện Tân Biên, Bến Cầu, Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, đốt phá 471 ngôi làng, làm gần 800 người dân bị giết, bị thương hoặc mất tích. Sau khi đánh lùi quân giặc, Việt Nam đề nghị một giải pháp ngoại giao nhằm thiết lập một vùng phi quân sự dọc biên giới, nhưng Pol Pot cự tuyệt và giao tranh tiếp diễn. Ngày 1 tháng 2 năm 1978, Pol Pot họp bàn chủ trương chống Việt Nam và quyết định thành lập 15 sư đoàn. Trong nghị quyết của họ có ghi, chỉ cần mỗi ngày diệt vài chục, mỗi tháng diệt vài ngàn, mỗi năm diệt vài ba vạn, thì có thể đánh 10, 15 đến 20 năm, thực hiện một diệt 30, hy sinh 2 triệu người Campuchia để tiêu diệt 50 triệu người Việt Nam. Pol Pot đã điều 13 trong số 17 sư đoàn chủ lực và một số trung đoàn địa phương liên tục tấn công vào lãnh thổ Việt Nam có nơi vào sâu tới 15-20 km. Ngày 13 tháng 12 năm 1978, được sự trang bị, huấn luyện, cố vấn và chống lưng của Trung Quốc, Khmer Đỏ đã huy động 10 trong 19 sư đoàn tiến công tổng lực Việt Nam trên toàn tuyến biên giới Tây Nam ba sư đoàn đánh vào Bến Sỏi với mục tiêu chiếm thị xã Tây Ninh, hai sư đoàn đánh vào Hồng Ngự, Đồng Tháp, hai sư đoàn đánh khu vực Bảy Núi, An Giang, một sư đoàn đánh Trà Phô, Trà Tiến, Kiên Giang. Tại những vùng chiếm đóng, Khmer Đỏ đã thực thi chính sách diệt chủng đối với người Việt như đã làm với người Khmer. Chùm khủng bố Pol Pot công khai tuyên bố chủ quyền lên trên nhiều lãnh thổ của Việt Nam, trong đó có đảo Phú Quốc, Thổ Chu và hoang đường hơn nữa là hô hào đánh tới thành phố Hồ Chí Minh, tuyên bố chủ quyền lên trên thành phố Hồ Chí Minh, tuyên bố rằng Sài Gòn trước đây là của họ, rằng nơi nào có cây thốt nốt thì nơi đó là lãnh thổ của Campuchia. Trong xã hội Campuchia dưới sự lãnh đạo của Pol Pot và Bè lũ, họ chủ trương xây dựng một xã hội không trường học, không tiền bạc, không chợ búa, người đẹp phải lấy người xấu trong những cuộc hôn nhân sắp đặt. Bách họ cho rằng đó là vì sự công bằng xã hội cân bằng sinh học trẻ em Campuchia thì bị đào tạo thành những cỗ máy sát nhân 5 tuổi được luyện hành hạ thú vật gia súc và con người lớn lên luyện giết người luyện cho các em quen dần với cảm giác giết chóc tra tấn bắn giết phá hoại hủy diệt cảm giác say máu Trí thức thì trở thành đối tượng đầu tiên bị diệt tận gốc và tiêu chí để nhận biết ai có phải là trí thức hay không đó là sự đeo kính. Bất kỳ ai đeo kính mắt thì đều là trí thức và bị hành quyết. Một tiêu chí khác nữa là xem bàn tay. Dù ai đó không bị cận thị, không đeo kính nhưng nếu bàn tay mịn màng, sạch sẽ, đẹp đẽ, không thô kệch, không dơ dáy, không có dấu hiệu của việc lao động chân tay cơ bắp thì sẽ bị coi là lười lao động, biếng nhác, con nhà giàu, trí thức, vân vân Và nhẹ thì bị chặt ngón tay, vừa thì bị chặt nhiều ngón tay, chặt bàn tay, cánh tay, nặng thì bị giết. Pol Pot cai trị độc tài khát máu và man dợ như một tù trưởng của các bộ lạc ăn thịt người thời thượng cổ hay một bạo chúa chuyên chu di cửu tộc ngũ mã phanh thây thời trung cổ ông ta giết sạch bất kỳ ai dám lên tiếng phản đối, vu cho là theo Việt Nam, theo Liên Xô, kẻ phản bội. Triệt hạ, thanh trừng nội bộ bằng nhiều hình thức khác nhau, bắt cóc, ám sát, bắn lén, đập chết, đầu độc, chích thuốc độc, trói hoặc bỏ vào bao rồi thả sông cho chết đuối, khủng bố, hành quyết, vân vân. Với những thực tế khách quan như thế thì Việt Nam có cần cuộc thảm sát Ba Trúc để lấy cớ đánh Khơ Me Đỏ hay không? tổng kết trong lịch sử hiện đại Trung Quốc đã ba lần phản bội nhân dân Việt Nam một Tại hội nghị Geneva 1954, họ mưu đồ bán rẻ lợi ích của Đông Dương không những để bảo đảm cho nước họ một vành đai an ninh ở phía Nam mà còn chuẩn bị địa bàn cho việc thực hiện mưu đồ bành trướng ở Đông Dương và Đông Nam Á. Họ muốn duy trì tình trạng Việt Nam bị chia cắt lâu dài, hòng làm cho Việt Nam suy yếu và phải nhờ vả Trung Hoa. 2. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm bị Mỹ vắt tranh bỏ vỏ, thay ngựa giữa dòng, họ xúi dục Mỹ ném bom miền Bắc Việt Nam và ủng hộ Mỹ đưa gần 60 vạn quân vào trực tiếp xâm lược Nam Bộ để ngăn cản cách mạng miền Nam mở rộng tiến công, phát triển vùng giải phóng và phá ấp chiến lược, muốn làm chùn bước chân phong trào kháng chiến của miền Nam. Sau những sự đàm phán với thực dân Pháp-Mỹ trên lưng Việt Nam năm 1954, trong hội nghị quốc tế Geneva Thì trong hội nghị Paris Việt Nam rút kinh nghiệm không cho Trung Quốc vào đàm phán Việt Nam muốn đàm phán với Hoa Kỳ Để cho Mỹ rút quân trong danh dự Trong hội nghị Paris Tận dụng mặt trận ngoại giao để chống Mỹ Thì Trung Quốc liên tục bàn lùi, bàn ra Khi Việt Nam đang trên đà chiến thắng Thì họ liên minh đà Việt Bắt tay với chính phủ Nixon Ba sau khi quân đội Việt Nam giải phóng hoàn toàn miền Nam khỏi ách thống trị thực dân kiểu mới của Mỹ, họ đã dùng mọi thủ đoạn chính trị, quân sự, kinh tế, ngoại giao để làm suy yếu nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiến đến dùng lực lượng quân sự của bè lũ cực đoan quá khích ở Campuchia xâm lược Việt Nam từ phía Tây Nam và đem trên 50 vạn quân trực tiếp xâm lược Việt Nam ở phía Bắc, phá hoại nghiêm trọng các cơ sở kinh tế văn hóa của Việt Nam ở những vùng giao tranh, vùng tạm chiếm. Họ mưu dùng quân cờ chính trị Hoàng Văn Hoan thông qua ngụy quyền để chiếm đóng lâu dài, thực hành chính sách thực dân mới như người Mỹ trước đây, âm mưu lấn chiếm, cướp giật đất đai, lãnh thổ. Đây là chân dung, chân tướng của người hàng xóm khổng lồ, vừa đều giả vừa phức tạp, vừa to xác vừa thâm nho mà Việt Nam phải tận lực đề phòng, đề cao cảnh giác chơi thì chơi anh em thì anh em nhưng không bao giờ được thật lòng với họ và luôn phải cảnh giác như ngàn năm qua